Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 56. Thế lực bá chủ của cổ vực Nam Hoa, cho dù tứ đại tông tộc của đế quốc Đại Tần hợp sức với nhau thì cũng không thể chống lại được 1% của Huyền Dương Điện. Cho dù Kỳ Vân này chỉ có một mình, ông ta có thể hiện sự bá đạo vô lý hơn nữa thì cũng không có người nào dám nói gì. Cút ra! Đáy mắt lóe lên hàn mang lạnh băng, Kỳ Vân mất hết kiên nhẫn nhấc tay lên tung ra một trường. Quỳnh! Cùng là Huyền Dương trưởng nhưng trong tay ông ta phát ra uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Tần Vũ. Nhóm người Lạc Phong đứng ngay phía đầu còn chưa kịp phản ứng lại. Đã thấy trưởng mang cuồn cuộn ập đến, lập tức bị hất văng ra ngoài, trận hình bảo vệ Lâm Nhất cũng bị xé rách một đường. Huyền Dương Điện làm việc, kẻ nào ngáng đường, phải chết. Kỷ Vân lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Lâm Nhất, lập tức có mấy bóng dáng bay xuyên qua muốn bắt giữ Lâm Nhất lại. Bất kể Lâm Nhất này có phải hạng nhất hay không, hôm nay Tần Vũ vì hắn mà chết, Huyền Dương Điện sẽ không thể tha cho thằng nhóc này. Khí tức đáng sợ bùng lên trên người ông ta, sắc trời phảng phất như tối hẳn lại. Mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy Lâm Nhất đối diện với loại áp lực như vậy mà không khỏi cảm thấy sợ thay cho hắn. Huyền Dương Điện này hơi bá đạo quá mức, hầu như không hề nói lý lẽ. Cái chết của Tần Vũ có liên quan gì đến Lâm Nhất? Chẳng qua vì hắn ta là đệ tử của Huyền Dương Điện thì có thể coi thường mọi thứ mà xử phạt Lâm Nhất hay sao? Ai sẽ tín phục đây? Chẳng có ai. Nhưng thế giới này chẳng có đúng sai, kẻ mạnh mới là chính nghĩa, nghiền nát mọi sức mạnh mới là đạo lý. Dù có đồng cảm với Lâm Nhất bao nhiêu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Vân này đánh văng các trưởng lão của kiếm các gia, từng bước ép về phía Lâm Nhất. Huyền Dương Điện, oai phong quá nhỉ. Nhưng đúng vào lúc này, cách phía đám đông một khoảng truyền đến tiếng hừ lạnh lùng, âm thanh không lớn nhưng lại vang lên vô cùng rõ ràng bên tai mọi người. View. Một bóng người từ trên trời đáp xuống, xuất hiện trên đống đổ nát ở chiến đài Long Môn. Thân mặc áo tơi, mái tóc trắng xóa, gương mặt đầy nếp nhăn của sự từng trải và tuổi tác. Nhìn thì có vẻ giống một ngư phu bình thường nhưng khi chú ý đến đôi mắt của ông ta thì không có người nào dám coi thường người này nữa. Trong đôi mắt đục ngầu bắn ra quang mang lạnh lẽo như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên tim người ta. Trên thế gian này rốt cuộc cũng phải giữ được chút quy tắc chứ. Hôm nay ai dám động đến Lâm Nhất thì phải hỏi qua thanh kiếm trong tay lão phu đã. Bỗng nhiên xuất hiện một lão giả, một câu nói vô cùng bình thường nhưng lại gây nên một trận sóng gió trong quảng trường Long Môn này, nó vang vọng mãi trong lòng tất cả mọi người. Rốt cuộc là ai? Đến cả Hoàng thất Đại Tần và Huyền Dương Điện cũng chẳng e dè, cố tình muốn bảo vệ Lâm Nhất. Ông lão mặc áo tơi, tóc bạc như tuyết, gương mặt nhăn nheo, nếp nhăn ngang dọc. Nhưng lời nói của ông ta lại vô cùng mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người không dám khinh nhờn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía ông lão, tò mò đoán xem ông ta có thân phận gì. Kiếm Thập Tam. Không ít lão giả cao tuổi đều nhận ra được Thập Tam gia, gương mặt bỗng nhiên biến sắc. Đây chính là một truyền kỳ của đế quốc Đại Tần năm đó, ông ta vậy mà vẫn còn ở lại Đại Tần, bây giờ đứng ra bảo vệ cho hậu bối của kiếm các. Là Thập Tam. Nhân tài danh chấn Đại Tần hơn 50 năm về trước, tương truyền ông ta đã rời khỏi Đại Tần rồi. Điều này quả thực khiến người ta ngạc nhiên, Kiếm Thập Tam vậy mà vẫn còn sống, còn xuất hiện ở Đại Tần. Rất nhiều lão giả đều âm thầm ngạc nhiên hết sức, Kiếm Thập Tam này là một nhân vật truyền kỳ trong thời niên thiếu của bọn họ. Năm đó danh xưng của ông ta đã vang vọng khắp cả Đại Tần. Sau khi ông ta tranh đoạt vị trí các chủ với kiếm Huyền Hà thất bại liền chưa từng xuất hiện nữa. 50 năm trước, ông ta cùng kiếm Huyền Hà là yêu nghiệt của kiếm các, càn quét hết thế hệ trẻ của Đại Tần. Là cơn ác mộng trong lòng của rất nhiều người, những trưởng lão của các tông môn có mặt ngày hôm nay đều đã từng chịu không ít khổ bởi Kiếm Thập Tam. Mắt thấy ông ta đột nhiên xuất hiện như vậy, làm sao mà không ngạc nhiên cho được. Mặc dù nói là kỳ tài thiên hạ, nhưng nếu bây giờ đối đầu với chấp sự của Huyền Dương Điện thì vẫn kém hơn rất nhiều. Dù thế nào, Huyền Dương Điện cũng là tông môn bá chủ của cổ vực Nam Hoa.
Kỷ Vân cho dù chỉ là một chấp sự nho nhỏ thì thực lực và nền tảng của ông ta cũng đủ để khiến kẻ mạnh cảnh giới thiên phách phải e dè. Đừng nói Tần Vương. Kiếm thập tam ông có thể ngăn được Kỷ Vân không? Ở đâu ra lão già này vậy, cút sang một bên. Kiếm thập tam. Kỷ Vân chưa từng nghe qua, một cao thủ của đế quốc Đại Tần cũng dám giao tranh với Huyền Dương Điện. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Chỉ thấy bàn tay của Kỷ Vân điên cuồng rung lên, trong thoáng chốc, một bàn tay bằng lửa cực lớn thình lình xuất hiện trong không trung sau đó vỗ mạnh về phía thập tam ra. Bàn tay cực lớn năm ngón mở rộng tựa như cây cột chọc trời bỗng tóm xuống, phảng phất như bao hàm cả thiên uy. Giác! Thập tam ra còn chẳng thèm nhìn đến, nhấc tay tung ra một chiêu kiếm, bàn tay như bao hàm cả thiên uy này bỗng bị đâm thủng một lỗ to sau đó tan biến mất. Cái này! Kỷ Vân bàng hoàng hết sức, sao có thể như vậy, một trưởng này của ông ta cho dù có là cảnh giới thiên phách thì cũng không thể phá giải dễ dàng như thế mới đúng. Ông lão, rốt cuộc là có thân phận gì? Thần sắc trong mắt ông ta khi nhìn về phía thập tam gia bất giác cứng lại. Lâu rồi không gặp kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy rồi, chẳng qua là một chấp sự của Huyền Dương Điện mà thôi, thiên phách còn chưa thành, cũng dám láo xược trước mặt lão phu. Quỳ xuống. Thập tam gia nhìn sang Kỷ Vân lạnh lùng quát một tiếng, như thể tiếng sấm rền, trong giọng nói bao hàm kiếm ý vang vọng. Cực kỳ bá đạo. Kỷ Vân lập tức như bị sét đánh, chỉ cảm thấy ngực mình tức tức, hé miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Có luồng kiếm ý mạnh mẽ như ngọn núi áp xuống. Mặc kệ ông ta có dẫy dụa thế nào cũng chẳng thấm vào đâu, chấp sự Huyền Dương Điện kiêu ngạo vênh váo, trước mặt tất cả mọi người quỳ rạp xuống. Kiếm thập tam. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người ở Long Môn đều run rẩy, thực lực của ông lão này mạnh quá, hầu như đã lật đổ ấn tượng trong lòng của bọn họ. Tiền bối, rốt cuộc là vị cao nhân nào? Nếu như vãn bối vừa rồi nói năng vô lễ, còn mong thứ tội, nhưng ta rốt cuộc cũng là chấp sự của Huyền Dương Điện, đừng quá đáng quá. Kỷ Vân quỳ trên nền đất, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ. Trong lúc nói chuyện hoàn toàn không hề có vẻ uy phong và ngông cuồng lúc trước. Vả miệng. Vẻ mặt thập tam ra lạnh lùng, từ xa vung một cái tát qua, nghe bốp một tiếng, Kỷ Vân bị tát hộc máu ngay tại trận. Ông ta nhìn cũng chưa nhìn đối phương, ánh mắt hướng thẳng về phía Tần Vương, lạnh lùng hừ một tiếng, thánh sử còn chưa xuất hiện, Tần Vương như người có tư cách gì mà liên kết với Huyền Dương Điện xử lý Lâm Nhất. Tần Vương lạnh lùng đáp. Long Môn tranh tài là Long Môn tranh tài, nhưng việc riêng của Đại Tần ta thì Thánh Sử cũng không quản được. Thánh Sử nếu như chưa xuất hiện ngăn cản, rõ ràng là cũng ngầm đồng ý việc này do ta xử lý, cái chết của Tần Vũ, Lâm Nhất buộc phải trả giá. Vậy thì ngươi cứ việc ra tay xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thập tam gia nhướn mày lạnh lùng nhìn lại, trầm giọng quát. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên dương cung bạt kiếm, so với cuộc đọ sức lúc nãy với Kỷ Vân càng đáng sợ hơn rất nhiều. Đây là hai kẻ mạnh thuộc cảnh giới thiên phách đang giao tranh. Tất cả mọi người bỗng trở nên vô cùng căng thẳng, ai cũng không dám chắc, thập tam gia và Tần Vương giao đấu với nhau. Với thực lực của bọn họ không biết có thể thoát được khỏi dư âm trong cuộc chiến của hai người không? Người đã chết không thể sống lại. Phụ vương nếu như vì một người đã chết do gieo gió gặt bão mà đại khai sát giới, bỏ mặc người dân Đại Tần thì vương vị này cũng không cần thiết phải tiếp tục ngồi nữa. Đúng vào lúc thập tam gia và Tần Vương đối đầu nhau đến mức nếu không xử lý thỏa đáng thì sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong quảng trường Long Môn, bỗng nhiên có một âm thanh lành lạnh cao ngạo tựa như âm thanh tuyết tan nhỏ xuống trên đỉnh núi tuyết. Âm thanh lành lạnh vang vọng bên tai tất cả mọi người. So với giọng điệu tang thương mà bá đạo của thập tam gia, giọng nói này bớt đi chút nặng nề, nhưng cảm giác chấn động từ sâu trong lòng mọi người mà nó tạo ra chỉ có hơn chứ không kém. Giọng nói này, mọi người đã quá quen thuộc. Từ khi Long Môn tranh tài bắt đầu đến nay, bọn họ đã từng được nghe rất nhiều lần rồi, trừ công chúa Phượng Hoa của Đại Tần gia thì chẳng thể có người thứ hai. Người đã chết không thể sống lại. Phụ vương nếu như vì một người đã chết do gieo gió gặt bão mà đại khai sát giới, bỏ mặc người dân Đại Tần thì vương vị này cũng không cần thiết phải tiếp tục ngồi nữa.
Lời nói này nặng nề đến mức khiến mọi người giật mình kinh hãi. Ai cũng không ngờ được, công chúa Phượng Hoa lại sẽ đứng về phía đối lập với Tần Vương. Con nói cái gì? Vẻ mặt Tần Vương lạnh lùng bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào công chúa Phượng Hoa, trầm giọng quát. Công chúa Phượng Hoa vẫn không hề hoảng sợ, trầm giọng đáp, con có nói sai. Phụ vương thân là chủ nhân tôn quý của Tần Quốc, người hạ lệnh một câu, thần sách doanh đương nhiên không dám không nghe. Nhưng người tự vấn lại lương tâm mình, những người này có thực sự bằng lòng báo thù cho Tần Vũ hay không? Nếu như bọn họ chết trận, vậy có đáng hay không? Khách khứa khắp nơi đến quảng trường Long Môn này lại sẽ có cái nhìn thế nào? Lời vừa nói dứt, cả quảng trường lặng phắc như tờ, trong đáy mắt tất cả chiến sĩ của thần sách doanh đều lộ vẻ khác lạ. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Tần Vương hạ lệnh, trên dưới thần sách doanh ắt sẽ ra tay với kiếm các. Cho dù biết chắc là phải chết, cũng sẽ không làm trái lệnh, tuyệt đối tuân mệnh. Chỉ bởi vì bọn họ trung thành với Hoàng Thất, trung thành với Đại Tần, là thanh kiếm trong tay Vương Thượng. Nhưng nếu như nói, sâu trong nội tâm bọn họ có thực sự bằng lòng không? Đáp án vô cùng rõ ràng. Bây giờ chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết cái chết của Tần Vũ là tự làm tự chịu. Long Môn tranh tài rõ ràng đã kết thúc còn muốn mặt dày đeo bám, thua trận còn thua luôn cả nhân cách. Còn về cái chết của hắn ta, hoàn toàn là do tẩu hỏa nhập ma mà tự rước lấy diệt vong, đứa trẻ 3 tuổi cũng nhìn ra được sự thật. Báo thù cho người như vậy mà phải bỏ cả sinh mạng mình thì rõ là không đáng. Còn về vô số khán giả đến xem thi đấu ở quảng trường Long Môn này, trong lòng đương nhiên đều sáng tỏ như gương, Tần Vương này tuyệt đối sẽ không chặn được miệng của tất cả mọi người. Cả một đường Lâm Nhất chật vật mới đi được đến ngày hôm nay, cuối cùng đã tạo ra kỳ tích, đoạt được vị trí đầu bảng, hắn đã có được hảo cảm của tất cả mọi người từ lâu. Hôm nay Tần Vương dù có cưỡng ép trừng phạt Lâm Nhất cũng sẽ mất sạch danh tiếng, khiến người ta khinh thường. Cảm nhận được ánh mắt từ khắp bốn phía đổ dồn về phía mình, sắc mặt Tần Vương bỗng xa sầm, giỏi cho Phượng Hoa ngươi, đây là muốn lấy lòng dân để ép ta. Thú vị, đúng là một vở kịch hay. Đúng vào lúc này, từ phía xa vang lên giọng nói trầm nặng, như tiếng sấm ầm ầm truyền tới. Ngay sau đó có hai bóng người phá không lao đến, cuồng phong ầm ầm nổi lên. Chỉ giây lát sau, hai bóng người này đã đáp xuống trên chiến đài Long Môn đổ nát. Bên trái là một người trung niên thân mặc trường bào màu tím, thắt lưng màu lam quấn quanh người, trên cơ thể bao trùm một loại uy áp của người bề trên, khí tức thâm sâu khó dò. Đứng bên cạnh người này lại là một thanh niên không quá 20 tuổi, nhưng tu vi trên người đã đạt đến cảnh giới tử phủ từ lâu. Sư huynh! Kỷ Vân quỳ trên mặt đất nhìn thấy người này thì sắc mặt ông ta bỗng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sư huynh! Vẻ mặt của mọi người trong Lăng Tiêu Kiếm Các đều khẽ biến, nói như vậy, người đàn ông trung niên kia chẳng phải là sư tôn Hoa Vân Hư của Tần Vũ ở Huyền Dương Điện hay sao? Hoa Vân Hư trong Huyền Dương Điện là một đại nhân vật nức tiếng. Một chấp sự như Kỷ Vân hoàn toàn không thể so sánh được. Nhân vật như vậy lại tự mình ra mặt ở đế quốc Đại Tần, quả thực vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Gặp qua Hoa trưởng lão, mặt Tần Vương thoáng biến sắc, chẳng còn quan tâm đến công chúa Phượng Hoa nữa mà chắp tay hành lễ. Hoa Vân Hư gật gật đầu, sau đó quét ánh mắt nhìn thẳng về phía Thập Tam gia, trầm giọng quát, kiếm Thập Tam, chúng ta phải đến 10 năm chưa gặp rồi nhỉ, uy phong của ông vậy mà không giảm chút nào. Bảo chấp sự của Huyền Dương Điện ta nói quỳ là quỳ, nói vả miệng là vả miệng. Lời vừa dứt, không hề báo trước, một bàn tay cực lớn được ngưng tụ từ lôi hỏa vỗ về phía Thập Tam gia và người của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lôi quang khủng bố đi kèm với ngọn lửa cháy hừng hực, cuồn cuộn rơi xuống, như thể muốn cắn nuốt mọi thứ, thiêu rụi mọi thứ. Hừ! Thập Tam gia lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm ý toàn thân bùng lên. Trong lúc nhấc tay lại đâm ra một kiếm. Kiếm mang hoa lệ lập tức chiếu sáng cả thiên khung, kiếm mang và bàn tay cực lớn va chạm mạnh trên không trung tạo ra một tiếng nổ vang trời, dư âm chấn động. Hoa Vân Hư đứng thẳng lưng ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng quét qua mang đến cảm giác áp bức vô cùng lớn. Trong lòng tất cả mọi người trên quảng trường Long Môn đều đã dậy sóng từ lâu, chấn động mà bọn họ phải chịu đựng đã khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả.
ngoại trừ Tần Vương gia, Long Môn tranh tài vốn dĩ đã đi đến hồi kết lại xuất hiện thêm hai cao thủ cảnh giới thiên phách. Đầu tiên có Kiếm Thập Tam, lại có Hoa Vân Hư. Bình thường những kẻ mạnh cảnh giới thiên phách trong mắt bọn họ chỉ là một truyền thuyết, xa vượt tầm với. Hôm nay liền một lúc thấy hẳn ba vị cảnh giới thiên phách đồng thời xuất hiện, cảnh tượng thế này ở Đại Tần có lẽ 10 năm cũng khó gặp được. Hoa Vân Hư, việc của nhóm tiểu bối này ông cũng muốn nhúng tay vào sao? Một kiếm phá tan sát chiêu của đối phương, Thập Tam gia cầm kiếm đứng thẳng, lạnh lùng hỏi. Nói về nhúng tay, ta có tư cách hơn ông nhiều. Tần Vũ này trong số những đệ tử mà lão phu thu nhận được xếp vào năm thứ hạng đầu, vốn dự định tới đây chúc mừng nó đạt được danh hiệu đầu bảng của Long Môn tranh tài. Nhưng không ngờ được lại chứng kiến một màn kịch hay, cái chết của ái đồ ta lại liên quan đến nhiều người như vậy. Khóe miệng Hoa Vân Hư khẽ cong lên nụ cười lạnh lùng, trầm giọng nói, đầu tiên là lão quỷ ông nhảy ra, lại có vở kịch cha con trở mặt, chẳng trách thánh sử này đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. Ha ha, đổi lại là ta cũng chẳng nỡ để vở kịch này dễ dàng hạ màn. Ông ta phẩy tay kéo thẳng Kỳ Vân đang quỳ trên mặt đất qua. Kể lại rõ ràng cho ta nghe, ái đồ này của ta rốt cuộc là vì sao mà chết. Hoa Vân Hư nhìn chằm chằm đối phương, giọng lạnh lùng nói dọa cho Kỳ Vân sợ đến mức tái mét mặt mũi. Tất cả mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các đều mang vẻ nghiêm trọng. Hoa Vân Hư này vừa nhìn đã biết không phải hạng chỉ có hư danh, Thập Tam gia chưa chắc có thể ngăn chặn được đối phương. Huống hồ, còn có Tần Vương bên cạnh như hổ rình mồi. Ông ta nếu như cố chấp muốn chóc nã Lâm Nhất, dù người của Lăng Tiêu Kiếm Các có liều chết thì sợ rằng cũng khó mà bảo vệ được. Ý! Không biết Kỳ Vân nói đến cái gì, đôi mắt của Hoa Vân Hư lại lóe lên vẻ khác lạ, ánh mắt ông ta ghim chặt lên người Lâm Nhất. Khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Song võ hồn à, trái lại cũng ít gặp, chẳng trách có thể đánh bại Tần Vũ. Để ta xem. Không hề báo trước, Hoa Vân Hư sau khi bật cười liền biến mất một cách quỷ dị. Đầu mày Thập Tam gia khẽ nhíu, bóng người lóe lên, đột nhiên đâm ra rất nhiều kiếm vào trong không khí, mỗi một kiếm đều chói mắt hoa lệ, khiến người nhìn hoa cả mắt. Nhưng Hoa Vân Hư kia lại giống như mây khói, thoát ẩn thoát hiện, chỉ chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Nhất. Tiểu tử, lại đây. Hoa Vân Hư cười dữ tợn. Nhấc tay lên liền kéo Lâm Nhất qua. Ngay lập tức Lâm Nhất cảm nhận được một luồng sức mạnh mà hắn không thể chặn lại được đang bao trùm quanh mình, kéo hắn lao về phía trước. Nhưng đúng vào lúc Lâm Nhất sắp bị người nó bắt được, một bóng người lướt đến trước, xuất hiện ở ngay trước mặt Hoa Vân Hư. Ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, vung tay tung ra một chưởng. Uỳnh! Bàn tay đầy thịt của đối phương bao hàm chân nguyên khủng bố. Hai chưởng va chạm phát ra tiếng nổ rung trời. Kiếm Huyền Hà. Nhìn thấy ông lão béo trước mắt, Hoa Vân Hư thoáng nhíu mày, chỉ là còn chưa kịp nghĩ nhiều. Đã thấy bên cạnh lóe lên luồng ánh sáng, chính là kiếm của Thập Tam gia như tia sét đang đâm đến. Dưới tình huống bất đắc dĩ chỉ đành phải lui lại, người bay lơ lửng trong không trung. Hoa Vân Hư, người này ông không thể mang đi. Ông lão béo lạnh băng nhìn về phía đối phương, hai tay chắp sau lưng, chính là Kiếm Huyền Hà, các chủ Lăng Tiêu Kiếm Các. Thiên phách. Lại là một kẻ mạnh cảnh giới thiên phách, đối với những võ giả đến cảnh giới tử phủ còn chưa ngưng tụ được mà nói, mọi chuyện bọn họ trải qua ngày hôm nay quả thực quá sức chấn động. Không động thì không động, ta trái lại muốn xem tiểu tử mà hai người các ngươi hợp sức bảo vệ rốt cuộc có thể đi được bao xa trong quần Long Thịnh Yến. Chẳng qua, ái đồ này của ta suy cho cùng cũng vì hắn mà chết, nên hắn sẽ không tránh khỏi phải chịu chút giáo huấn. Hoa Vân Hư lơ lửng giữa không trung, vô cùng ngông cuồng. Chỉ là khi ông ta đang muốn hành động liền cảm nhận được luồng sát ý băng lạnh rơi lên người mình. Không phải là Kiếm Thập Tam, cũng không phải là Kiếm Huyền Hà. Là nàng ta. Ánh mắt Hoa Vân Hư nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh ngai vàng Tử Thanh. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của công chúa Phượng Hoa như thể có ánh sáng sao trời cổ xưa bung ra, mênh mông vô biên, không mất không diệt. Nước ở đế quốc Đại Tần này thật là sâu. Một tông môn chẳng tính là đẳng cấp lại sinh ra hai kẻ mạnh cảnh giới thiên phách đã vô cùng kỳ lạ khiến người ta không thể đánh giá được rồi.
Vậy mà còn xuất hiện thêm một nữ tử thần bí đến ông ta cũng không thể nhìn thấu, ấn ký trong đôi mắt kia dường như có liên quan đến một thánh địa cổ xưa nào đó. Ngoài dự đoán của mọi người, bóng dáng Hoa Vân Hư lóe lên rồi rút lui, trầm giọng nói, chúng ta đi. Không đợi Kỳ Vân và thanh niên 18-19 tuổi kia kịp phản ứng lại đã xách theo hai người rời khỏi chỗ này. Lão già kia cứ thế mà đi rồi hả? Trong mắt Kiếm Thập Tam và Kiếm Huyền Hà đều lóe lên vẻ lạ lẫm, hai người rất hiểu bản tính của con người này. Có thù tất báo, cực kỳ bao che. Không nói phế bỏ Lâm Nhất, ít nhất cũng phải khiến hắn nằm liệt giường hơn nửa năm thì mới chịu bỏ qua. Vậy mà bây giờ lại âm thầm bỏ đi như vậy, quả thực là quái dị. Mặc kệ ông ta, cuộc náo loạn này cũng nên kết thúc rồi. Đáy mắt Kiếm Huyền Hà lóe qua cơn giận, quét mắt nhìn xung quanh bốn phía sau đó lạnh giọng nói, kịch đã xem xong, các hạ còn không hiện thân là muốn vở kịch rối này phải tiếp diễn đến lúc nào mới thôi. Bổn tọa vẫn luôn ở đây, hà tất phải nói hiện thân. Lời của Kiếm Huyền Hà vừa dứt, bốn phía xung quanh quảng trường Long Môn có âm thanh như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Thánh sứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng thánh sứ này lại vẫn chưa chịu xuất hiện. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói vang vọng khắp tứ phía quảng trường Long Môn, không thể phân biệt được ông ta thực sự đang ở chỗ nào. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất, là người đứng đầu trong khóa Long Môn tranh tài lần này, người có quyền đưa ra một yêu cầu với bản tọa. Trong phạm vi hợp lý, bản tọa đều có thể đồng ý với ngươi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội, suy nghĩ cho kỹ, bản tọa không vội. Âm thanh vang dội lại vang lên một lần nữa. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Thánh sứ lên tiếng xác nhận mình có mặt, trưởng lão Huyền Dương Điện bỏ đi, Tần Vương khắp người đầy sát ý rõ ràng đã bị ngăn lại. Ai cũng biết Long Môn tranh tài phải hạ màn tại đây rồi. Bây giờ, cái mà bọn họ hồi hộp muốn biết nhất chính là Lâm Nhất sẽ đưa ra yêu cầu gì. Tiểu tử, đừng có ngẩn ra nữa, mau yêu cầu đi. Thập Tam gia vuốt râu cười mắng. Ánh mắt Lâm Nhất quét một vòng trong đám người tìm được sư tỷ Hân Nghiên sau đó mỉm cười với cô ấy. Thánh sứ đại nhân, Lâm Nhất chỉ có một yêu cầu, hy vọng có thể để sư tỷ khôi phục lại họ của mình, để cả tộc giả thì có được tự do. Yêu cầu của hắn rất đơn giản đến mức khiến các quan khách ở bốn phía xung quanh đều bất ngờ. Nhưng trái tim thiếu niên chưa từng thay đổi. Để sư tỷ khôi phục tên họ, để cả tộc giả thì có được tự do. Nói ra có vẻ như là hai yêu cầu, chẳng qua thực ra nó không hề mâu thuẫn, bản thân Hân Nghiên chính là một thành viên của gia tộc giả thị. Đợi sau khi Lâm Nhất nói xong, toàn trường lặng phát. Rõ ràng họ đều không ngờ được, yêu cầu của Lâm Nhất lại đơn giản như vậy. Bình thường, chắc chắn mọi người sẽ phải nghĩ đến lợi ích của mình trước. Trong phạm vi khả năng chắc chắn phải tranh thủ lấy được nguồn tài nguyên lớn nhất cho mình. Thậm chí có nhiều người còn không biết đến ân oán của 10 năm trước đó nên trong mắt không khỏi ánh lên vẻ khó hiểu. Yêu cầu này dường như quá đơn giản, người chắc chắn không thay đổi chứ. Âm thanh vang dội của thánh sứ lại truyền đến, vang vọng khắp tứ phương, Lâm Nhất trầm giọng đáp, không đổi. Được, Tần Vương bệ hạ, người hẳn nên biết mình phải làm gì rồi chứ. Lời nói của thánh sứ khiến vô số ánh mắt lần lượt đổ về phía Tần Vương, muốn xem ông ta đáp lời thế nào. Dù gì 10 năm trước là do ông ta cảm thấy công trạng của phụ thân Hân Nghiên vượt quá chủ nên mới phán cho cả gia tộc giả thị tội danh phản nghịch. Huynh muội Hân Tuyệt mặc dù được kiếm các bảo vệ không bị biếm thành nô lệ. Nhưng những người khác của gia tộc giả thị đến nay vẫn là nô lệ ở vùng biên cương, sống cuộc sống vô cùng bi thảm. Đại ca Hân Tuyệt tham gia Long Môn tranh tài lần này chính là vì muốn trả lại tự do cho gia tộc giả thị. Ý nguyện của y này đã truyền lại cho Lâm Nhất, đương nhiên hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện. Chỉ là thu lại lời nói 10 năm trước của mình thì khác gì tự vả mặt mình đâu, người bình thường nếu gặp chuyện này thì nhẫn nhịn rồi cũng qua. Nhưng đối với vua của một nước thì việc vả mặt này sẽ làm mất hết danh dự và uy tín. Sắc mặt Tần Vương sa sầm. Hai má dần dật, sâu trong đáy lòng dường như đang rất giằng co, khó mà đưa ra được quyết định. Một hồi sau, ông ta nhắm mắt lại dường như gương mặt cũng đã già đi vài tuổi,
trầm giọng nói, từ nay về sau, cả tộc Dạ thì toàn bộ đều được tự do, không còn là nô lệ nữa. Xin thánh sứ yên tâm, bản vương tuyệt đối không nuốt lời. Đồng ý rồi sao? Đôi mắt vô cùng xinh đẹp của Hân Nghiên khẽ ướt, nhìn về bóng dáng thiếu niên áo sam xanh phía trước nén khóc mỉm cười. Thiếu niên này, hôm nay quyết tâm đoạt được vị trí đầu bảng của Long Môn tranh tài, có được sự quan tâm và sùng bái của tất cả mọi người. Sau này, chắc chắn sẽ có thể bước ra khỏi Đại Tần, tạo nên danh tiếng cho riêng mình trong cổ vực Nam Hoa này. Hơn nữa hắn thực sự sẽ làm được. Cả một đường chém giết từ địa ngục nhân đến nay, đánh bại hết mọi đối thủ, quân lâm khắp Đại Tần, cứu toàn bộ người trong gia tộc Dạ thị. Bao gồm cả họ tên của mình, trong lòng nhân đau, cái gai khiến cô ngày đêm trăn trở mất ngủ cuối cùng đã được rút ra. Nụ cười trên gương mặt sư tỷ lộ ra vẻ thoải mái chưa từng có. Tốt nhất là đừng đổi ý, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc ta bị mất uy tín. Chắc ngươi cũng hiểu hậu quả của việc này. Còn về phần thưởng của các công tử khác trong Long Môn tranh tài, 3 ngày sau sẽ được đưa đến trước mặt các vị. Long Môn tranh tài lần này chính thức hạ màn, công tử Phi Vũ bỏ mạng ngoài ý muốn, vị trí sẽ bỏ trống, không bổ sung thêm. Giọng nói của thánh sứ lạnh lùng, còn mang theo ý uy hiếp, khiến nét mặt Tần Vương vô cùng khó coi. Đồng thời cũng khiến những người khác cảm thấy hơi tiếc nuối. Vốn tưởng rằng cái chết của Tần Vũ sẽ để trống một chỗ, ai ngờ lại bị bỏ đi luôn. Trong 3 năm sau đó, Đại Tần Đế Quốc sẽ chỉ còn danh hiệu thất công tử thôi. Sau khi thánh sứ nói xong, nét mặt Tần Vương vô cùng u ám, ông ta còn không thèm nói tuyên ngôn kết thúc đã dẫn người đi luôn. Rõ ràng là ông ta không thể chấp nhận kết quả này. Điều ông ta muốn nhìn thấy nhất ở Long Môn tranh tài là Tần Vũ đứng trên vị trí đầu bảng, nhìn hắn ta tỏa sáng trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Nhưng bây giờ, chẳng những Tần Vũ không giành được vị trí đầu bảng mà còn chết trước mặt ông ta. Cơn giận trong lòng ông ta không thể nào miêu tả bằng lời được. Càng khó chịu hơn là cơn tức này bị thánh sứ đè nén lại, không thể nào trút ra ngoài, còn bảo ông ta phải chính miệng thề, tự vả vào mặt mình, phán những người được cho là phản bội năm đó đều vô tội. Lúc ông ta đi ngang qua công chúa Phượng Hoa vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ông ta. Tần Vương hơi sửng sốt, sau đó cười khổ, con đúng là giống hệt mẹ con, cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho ta. Nhưng nụ cười này khiến khuôn mặt không giận mà uy của ông ta trông già đi rất nhiều tuổi. Mọi người nhìn bóng lưng Tần Vương rời đi, trông có vẻ cực kỳ cô đơn. Tất cả người của Hỗn Nguyên Tông, Huyền Thiên Tông và Vân Tiêu Kiếm Các đều không ở lại lâu, gần như lập tức đi xa ngay sau khi Tần Vương rời đi. Nhưng trước khi đi những người này đều nhìn chằm chằm Lâm Nhất một lúc. Ánh mắt bọn họ rất phức tạp, có lẽ trước khi tranh tài diễn ra bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thiếu niên kiếm các này sẽ là người đứng đầu bảng. Người có quan hệ khá thân thiết với Lâm Nhất đều tiến lên nói mấy câu, thậm chí là kích động ôm lấy hắn. Mọi người nghĩ đến trận chiến cuối cùng của hắn, phải nói là vô cùng chấn động, lội ngược dòng một cách vô cùng mạnh mẽ, cũng không biết có bao nhiêu người đứng nhìn rồi bật khóc. Lâm Nhất nhìn những người chúc mừng và tỏ vẻ hâm mộ vây kín xung quanh, nét mặt hắn lại hết sức bình tĩnh, thấy mấy cao thủ thiên phách, sâu trong lòng hắn cực kỳ rung động. Sức mạnh không thể ngăn cản, coi trời bằng vung đó thật sự để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nếu hắn không nhìn lầm, trong những đệ tử của Hoa Vân Hư, thiên phú của Tần Vũ chỉ đứng hạng thứ 5 mà thôi. Ít nhất những người trẻ tuổi bên cạnh Tần Vũ có thiên phú đáng sợ hơn hắn ta nhiều. Tuổi còn trẻ, chỉ mới 18-19 đã đạt tới cảnh giới biết bao nhiêu người ở Đại Tần có nằm mơ cũng không đạt được. Chúc mừng công tử Táng Hoa đã giành được vị trí đầu bảng, sau này có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Tư Tuyết Hy dẫn người của Ma Nguyệt Sơn Trang đến chúc mừng. Hắn ta thua trong tay Lâm Nhất, nhưng cũng suy nghĩ khá thoáng, không oán than gì nhiều. Võ hồn của huynh không sao chứ? Đối phương cư xử lễ độ, đương nhiên Lâm Nhất cũng hỏi han lại. Tư Tuyết Y cười thản nhiên, phe phẩy quạt xếp nhẹ giọng nói, tu dưỡng mấy ngày có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa, dị tượng võ hồn mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều, nếu không ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng nó. Trước đó công tử Táng Hoa một mình một kiếm đã có thể chặn lại đội ngũ hôn lễ của đại hoàng tử,
hôm nay giành lấy vị trí đầu bảng cũng chỉ vì một tiếng cười của giai nhân, cô nương Hân Nghiên thật khiến người ta phải hâm mộ. Công tử Thủy Nguyệt đảo mắt nhìn về phía Hân Nghiên, nói một câu đầy hàm ý. Trên mặt Hân Nghiên hiếm khi lộ vẻ thẹn thùng, cô ngại không đáp lời. Người của Lăng Tiêu Kiếm Các đều cười hiểu ý, ai cũng vui vẻ. Lâm Nhất cười ngượng ngùng, không nói gì. Có điều khi nhìn về phía công chúa Phượng Hoa đã đi xa, trong lòng hắn hơi mất mát, rõ ràng trong sóng gió trước đây, đối phương đã cắt đứt với Tần Vương. Nhưng hôm nay trận đấu kết thúc, cuối cùng lại không ăn mừng cùng nàng ta. Sau khi mọi người dần giải tán, Hân Nghiên lên tiếng, Lâm Nhất, ta muốn đến rừng Táng Kiếm thăm đại ca. Ta đi với tỷ, Thập Tam gia cũng đi cùng chúng ta đi. Thập Tam gia sờ râu, cười khẽ, tùy ý nói, hai người các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến sau. Lâm Nhất gật đầu, sau khi thi lễ với Thập Tam gia và Kiếm Huyền Hà, hắn và Hân Nghiên ngồi ngựa huyết long, chạy đến rừng Táng Kiếm. Lúc này, trong lầu Nhàn Vân cũng cực kỳ náo nhiệt, sau khi trận tranh tài kết thúc, đương nhiên người đã đặt cược ở nơi này phải lấy tiền cược đã thắng rồi. Lý Vô Ưu cũng ở trong đám người đó, tiếc là hắn ta không thắng được nhiều lắm. Đa số tất cả mọi người cũng đều đoán sai, không cược vào con chiến mã Lâm Nhất này. Nhưng trừ một người, trước mắt, người nói chuyện sôi nổi nhất trong đại sảnh chính là công tử Lưu Thương. Hắn ta như tiên tri được mọi chuyện, cược một viên linh ngọc tam phẩm là Lâm Nhất đứng đầu bảng, 1/11, ông chủ đứng sau lầu Nhàn Vân lỗ vốn rồi. Rất nhiều người đều vặn tay than vãn, nếu lúc trước tùy tiện đặt cược 1 vạn theo công tử Lưu Thương thì đã có 10 vạn linh ngọc rồi. Nghĩ thôi đã thấy quá điên cuồng. Tiếc là cuộc đời này không có nếu như, đế đô rộng lớn như vậy chỉ có một mình công tử Lưu Thương dám cược là Lâm Nhất đứng đầu bảng mà thôi. Trong lầu 3 lúc này, Lưu Thương ngồi uống rượu một mình, giống như lầu 3 đã được hắn ta bao trọn rồi vậy. Không gian trống trải chỉ có một mình hắn ta tự rót tự uống, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ như đang đợi người nào đó. Lãi được nhiều đấy, nghe nói người cược 1 viên linh ngọc tam phẩm cho Lâm Nhất đứng đầu bảng. Không biết phía đối diện đã xuất hiện thêm một người từ bao giờ, nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Người đến không phải là ai khác mà chính là công chúa Phượng Hoa của Đại Tần. Lưu Thượng cười nhạt, buông chung rượu xuống, nhẹ giọng nói, người nên vui phải là nàng mới đúng, lúc trước nếu nàng không bảo ta đưa Long Hổ Quyền bản hoàn chỉnh cho hắn. Sao hắn có thể tu luyện nhiều công pháp rồi đi đến bước này được? Rất rõ ràng trong trận chiến giành vị trí đầu bảng, Long Hổ Quyền chiếm một vai trò rất quan trọng. Nếu không có Long Hổ Quyền bản hoàn chỉnh, sao Lâm Nhất có thể quật khởi nhanh như thế trong Lăng Tiêu Kiếm Các được? Nhưng tất cả mọi thứ đều có liên quan đến thiên phú và sự cố gắng của bản thân Lâm Nhất. Nếu không có thiên phú, dù có đưa Long Hổ Quyền cho hắn e rằng cũng không có tác dụng gì. Có lẽ vậy. Công chúa Phượng Hoa không phủ nhận cũng không khẳng định, khiến Lưu Thương càng thấy nghi ngờ hơn. Nửa tháng sau, ta vẫn sẽ lên ngôi, đến lúc đó ngươi tới một chuyến. Nếu có người không liên quan đến thì ngăn cản giúp ta. Công chúa Phượng Hoa bưng chung rượu lên, trầm giọng nói. Lúc này, nàng ta mang lại cho người khác một cảm giác rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng lại cách rất xa, kiêu ngạo và lạnh lùng. Lâm Nhất cũng xem như người không liên quan sao. Đúng. Chung rượu rơi xuống đất, công chúa Phượng Hoa nhẹ nhàng đáp lời. Nói xong, nàng ta lại rời đi. Sâu trong rừng Táng Kiếm, Lâm Nhất và Hân Nghiên cưỡi ngựa huyết long đến nơi. Trên tảng đá vô cùng lạnh lẽo là một thi thể, khuôn mặt thi thể vẫn không thay đổi, người không thối rữa, giống như chỉ mới ngủ thiếp đi vậy. Đại ca! Nhìn thấy thi thể nằm trên đá lạnh của Hân Tuyệt từ xa, Hân Nghiên không kiềm được nước mắt, sau khi đến gần lập tức nhảy xuống ngựa lao tới. Đây là lần đầu tiên Hân Nghiên nhìn thấy thi thể của Hân Tuyệt sau khi y chết. Khoảng thời gian trước đó, sâu trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận được, cũng không dám đối mặt. Lúc đấu tiểu tổ của Long Môn tranh tài kết thúc, thậm chí cô vẫn không dám đối mặt. Hôm nay Lâm Nhất đứng trên vị trí đầu của Long Môn tranh tài, hoàn thành tâm nguyện của hai huynh muội, vinh dự trở về, đương nhiên phải nói cho Hân Tuyệt đại ca tin tức này.
dù, huynh ấy đã không thể nghe thấy nữa. Lâm Nhất nhìn thi thể của Hân Tuyệt đại ca, nét mặt vô cùng nặng nề, trong đầu lại nhớ đến cảnh Hân Tuyệt ngăn cản Ngân Châm huyết Phú Ngân Hoa giúp mình ngày đó. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, tiểu sư đệ, vẫn phải cẩn thận hơn mới được. Hân Tuyệt híp mắt nở nụ cười, giơ tay kéo Lâm Nhất dậy. Khoảnh khắc đó, thiếu niên Lâm Nhất hơi ngẩn người, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Xem ra người nào đó thật sự không muốn ta xuất hiện ở Long Môn tranh tài, nhưng cho dù thế nào, tiểu sư đệ vẫn sẽ có mặt trong Long Môn tranh tài đúng không? Nhìn thấy vô số người áo đen bao vây, y cười nói với Lâm Nhất, tựa như đã đoán trước từ lâu. Đương nhiên rồi, Long Môn tranh tài, Lâm Nhất ta nhất định sẽ dốc hết sức mình. Lúc đó, thiếu niên không chút nghĩ ngợi đáp lời. Nhưng hắn không ngờ rằng Hân Tuyệt sắp chết, đây là những lời nói cuối cùng của y trước khi chết. Khung cảnh thay đổi, Hân Tuyệt tựa trên gốc cổ thụ, Hân Nhiên cười nói, đại ca, trán của huynh hơi bẩn. Lau giúp ta đi. Bao nhiêu tuổi rồi còn muốn muội giúp huynh, không ngại sao, được rồi, lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên lộ ra nụ cười tinh nghịch. Nhưng sau đó cô không thể cười được nữa, vì máu tươi trên trán vẫn không ngừng chảy, lau mãi, nhưng không thể nào lau sạch được. Khuôn mặt Hân Tuyệt tái nhợt như tuyết dưới trăng, một giọt máu tươi từ trên mi tâm chảy xuống dọc theo sống mũi. Máu tươi nhỏ xuống tựa như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng xóa dưới ánh trăng, nhiều tựa như tuyết. Tuyết tuy lạnh, nhưng hoa mai đỏ của ngươi kiêu ngạo khí phách, kiêu ngạo khí phách. Trời ghen tị người tài, hồng mai ngạo tuyết. Tiểu sư đệ, ta muốn ở riêng với đại ca một lúc. Hân Nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp thường ngày lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lâm Nhất bừng tỉnh, hắn vỗ lên người ngựa huyết long, một mình lặng lẽ đi tới ven hồ. Nước hồ mờ mịt, khói bốc lên trên mặt nước, sương mù bao phủ. Lâm Nhất nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào trong hơi nước mông lung, trên mặt mang theo nét đau thương. Lúc này, thiếu niên Sương Hùng Sương Bá, đứng đầu Đại Tần có vẻ vô cùng sa sút. Đứng đầu thì sao chứ? Nếu không thể bảo vệ người thân bên cạnh mình, giành được vị trí đứng đầu Long Môn tranh tài thì có tác dụng gì? Lâm Nhất lặng lẽ nhắm mắt lại, cái mạng này của hắn là do Hân Tuyệt đại ca cứu về, còn không chỉ một lần. Nếu đại ca còn sống, tất cả vinh dự hôm nay cũng là của huynh ấy, hắn chỉ là cầm kiếm của quân, thực hiện lời hứa, lấy lại thứ Dạ Gia nên có mà thôi. Cứ để vinh dự cuốn đi theo gió, để hắn mang theo nụ cười của đại ca sống đến cuối đời. Một lát sau, Lâm Nhất nâng mắt, vẻ đau thương trong mắt đã biến mất, chỉ còn sự kiên trì và cố chấp như một ngôi sao vĩnh hằng. Cả đời này, Lâm Nhất ta nhất định sẽ không để người bên cạnh mình bị thương nữa. Chắc chắn sẽ không, ta thề. Thiếu niên thầm thề trong lòng. Khi hạt giống lời thề nảy mầm trong lòng, lời thề này sẽ đi theo Lâm Nhất hết đời hết kiếp này. Lòng hướng kiếm, đến chết không thay đổi. Kiếm, vinh quang bất diệt, tồn tại vì bảo vệ. Hắn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhưng đạo lý trên thế giới này là như thế, luật như luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Cao thủ chính là lẽ phải, kẻ yếu ngoài lòng tự trọng thì chẳng còn gì nữa cả. Hoa vân hư của Huyền Dương Điện đột nhiên xuất hiện đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Nếu không nhờ thập tam gia và tiền bối kiếm Huyền Hà đều có mặt, đối phương chỉ cần vung tay, thậm chí còn không cần sử dụng kiếm vẫn có thể chém chết hắn một cách dễ dàng. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé và vô lực đến mức nào. Thiếu niên bên cạnh Hoa Vân Hư cũng khiến hắn rất áp lực, mới 18-19 tuổi đã đạt tới cảnh giới tử phủ. Thiên tài như vậy gần như là chuyện Đại Tần đế quốc không dám nghĩ tới. Nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mắt Lâm Nhất, khiến hắn không thể không tin. Vụt! Lúc này, hai bóng người xuyên qua hơi nước lất phất, phá không đi tới, Lăng Ba Vi Bộ xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Là Thập Tam Gia và Kiếm Huyền Hà. Tiểu tử! Đang nghĩ gì đấy? Sao có vẻ giành được vị trí đứng đầu của Long Môn tranh tài nhưng ngươi cũng không vui lắm? Thập Tam Gia sờ râu, cười khẽ nói. Chắc là vì Hoa Vân Hư đúng không?
dường như sự xuất hiện của người này mang đến cho tiểu lâm tử của chúng ta áp lực khá lớn. Ông lão béo Kiếm Huyền Hà cười nói. Bái kiến hai vị tiền bối. Lâm Nhất chắp tay hành lễ, không dám thất lễ. Tiểu tử, đến đây. Thập Tam gia ngồi trên một tảng nham thạch vẫy tay với Lâm Nhất. Lâm Nhất khó hiểu nhưng vẫn bước tới. Trên khuôn mặt tang thương của Thập Tam gia lộ ra vẻ nghiêm túc ít thấy, tiểu tử, đừng nghĩ nhiều quá, người biết lúc đầu Hoa Vân Hư có ý đồ gì không? Ý đồ gì ạ? Hi hi, không nhìn ra được sao? Rõ ràng ông ta có hứng thú với ngươi, muốn bắt ngươi đi để cưỡng chế nhận đồ đệ. Thập Tam gia cười đáp. Chuyện này. Tiểu tử, ngươi phải nhớ rằng trong mắt ông ta, cả đế quốc Đại Tần còn không quan trọng bằng một mình Tần Vũ. Nhưng còn ngươi, rõ ràng trong mắt ông ta ngươi còn quan trọng hơn cả Tần Vũ, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi. Cho dù ở Huyền Dương Điện ngươi cũng nhất định không yếu, do vậy ngươi đừng coi nhẹ bản thân mình. Thập Tam gia tạm dừng, sau đó nói tiếp, nhưng lão béo chết tiệt chắc chắn sẽ không để ông ta được như ý, liều mạng ngăn cản ông ta. Vì thế cuối cùng ông ta đành phải để lại câu khách sáo, sau khi cố gắng làm ngươi bị thương thì bình tĩnh bỏ đi. Kiếm Huyền Hà đi tới chừng mắt nhìn Thập Tam gia, tiếp lời, ta vẫn hơi khó hiểu, với tính cách của ông ta thì sẽ không dễ dàng bỏ đi mới đúng. Người này rất mạnh hay sao ạ? Lâm Nhất tò mò hỏi. Rất mạnh, hai người chúng ta không sợ ông ta, nhưng nếu ông ta muốn làm ngươi bị thương, chúng ta chưa chắc có thể cản được. Kiếm Huyền Hà trầm giọng đáp, có đánh giá rất cao về Hoa Vân Hư. Lâm Nhất ngạc nhiên, nếu vậy thì tại sao ông ta lại tự dưng bỏ đi? Hai người nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có vẻ nghi hoặc, không hiểu lắm. Thập Tam gia nhìn Lâm Nhất, nói một cách sâu xa, nữ hài ngồi bên cạnh Ngai Vàng Tử Thanh có nhìn ông ta, nhà đầu này không đơn giản. Ngươi và nàng ta quen nhau à? Trong mắt Kiếm Huyền Hà cũng thoáng qua vẻ tò mò. Một tháng trước, trong hôn lễ của Đại Hoàng Tử, chính công chúa Phượng Hoa đã đứng ra giải vây cho hắn. Một tháng sau, trên chiến đài Long Môn, khi Lâm Nhất gặp nguy hiểm lớn nhất, vẫn nhờ nàng ta âm thầm đứng lên bày tỏ ý nguyện của mình. Nếu một lần là trùng hợp, vậy còn hai lần thì sao? Chắc chắn không phải. Lâm Nhất thầm cười khổ, nhưng hắn không ngờ lúc trước trên chiến đài Long Môn sẽ có cảnh tượng nguy hiểm như thế. Hoa Vân Hư bỏ đi không phải vì vị thánh sứ thần bí khó dò kia, mà là vì công chúa Phượng Hoa nhìn ông ta. Ta không biết. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới lên tiếng trả lời. Quên đi, không bàn chuyện này nữa. Lâm Nhất, sau này ngươi có dự định gì không? Thập Tam gia nhìn Lâm Nhất hỏi. Ta định đợi một thời gian nữa sẽ rời Đại Tần, ta định đi lịch luyện ở cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất thành thật trả lời. Về lý đúng là nên như vậy, các công tử trong Long Môn tranh tài trước kia đều làm vậy. Nếu không ra ngoài sẽ mãi mãi không thể gặp được nhân tài chân chính, cũng không thể phát huy thiên phú của mình đến giới hạn cao nhất, thậm chí là vượt qua. Kiếm Huyền Hà tạm dừng rồi tiếp tục, nhưng người đã thu hoạch được khá nhiều ở Long Môn tranh tài, căn cơ bán bộ tử phủ còn hơi yếu. Chuyện này không vội, phải thật vững chắc, trước khi đi ta cũng có một món quà lớn tặng cho ngươi. Quà lớn ư? Lâm Nhất tò mò, vẻ nghi hoặc lóe qua trong mắt. Thập Tam gia cười đáp, được rồi, ngươi không cần tò mò, tới lúc đó ngươi sẽ biết là quà gì thôi. Ta chắc chắn đáng tin hơn tên thánh sứ vô dụng kia, chỉ biết tặng bảo khí, dù ngoại vật có mạnh đến đâu cũng thua kém thực lực bản thân. Bất kể là Thập Tam gia hay Kiếm Huyền Hà đều khó chịu và có lời phê bình với thánh sứ. Sau khi Long Môn tranh tài kết thúc, ông ta chỉ đứng phía sau xem kịch, không ra mặt ủng hộ chính nghĩa. Làm hại kiếm các rơi vào nguy hiểm, hai người họ có thể có thiện cảm với ông ta mới là lạ. Người trong kiếm đạo không giỏi che giấu việc thích ghét của mình, họ rất thẳng thắn và không hề quanh co. Mấy ngày nay ngươi ở rừng táng kiếm tu luyện đi. Hãy nhớ, ngươi chưa vào tử phủ mà đã có thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên, một ngày nào đó thiên phú này sẽ danh chấn nam vực. Tuyệt đối không được coi nhẹ chính mình. Thập Tam gia mỉm cười nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt vui mừng. Hân Nghiên đâu rồi? Nàng ấy đi thăm Hân Tuyệt đại ca rồi ạ.
chúng ta cũng nên qua đó xem sao, nhà đầu này đã chịu không biết bao nhiêu cay đắng. Nhưng cuối cùng kiên trì ắt sẽ thành công, không nhìn lầm người. Hân Tuyệt đã không nhìn lầm người. Hai người cười nói vài câu rồi xoay người đi về phía Hân Nghiên. Trong lòng Lâm Nhất có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên thiếu niên dường như đã hạ quyết tâm, trầm giọng bảo, hai vị tiền bối xin dừng bước, Lâm Nhất có lời muốn nói. Hử! Kiếm Huyền Hà và Thập Tam gia đồng thời dừng bước nhưng không quay lại. Lâm Nhất lấy hết can đảm, lớn tiếng nói, ta không dám cảm ơn đại ân của hai vị tiền bối, hôm nay cả gan nói một câu. Nếu sau này hai vị có việc gì cần nhờ Lâm Nhất thì cứ lên tiếng, dù chết vạn lần ta cũng sẽ không chối từ. Một câu, dù chết vạn lần cũng không chối từ. Lời này cần rất nhiều can đảm mới có thể nói ra. Một võ giả bán bộ tử phủ nói ra lời này với hai cao thủ thiên phách cao cao tại thượng. Nếu là người ngoài thì chắc sẽ bị cười nhạo. Bán bộ tử phủ có tư cách gì hứa điều này với thiên phách? Thứ cần không chỉ là can đảm mà còn cả khí phách và sự tự tin về bản thân, cùng với lòng nhiệt huyết trong lòng, mãi bất diệt với tuổi trẻ. Ai bảo tuổi nhỏ không thể ngông cuồng? Nói là ngông cuồng nhưng không có chút kiêu ngạo, chỉ là vì tình nghĩa và lòng nhiệt huyết mà thôi. Ha 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 ha! Thập Tam gia và Kiếm Huyền Hà ngẩn ra, sau đó lập tức cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy khí phách và mạnh mẽ. Được! Hãy nhớ đấy. Lão Phu cũng sẽ nhớ kỹ, một câu, dù chết vạn lần cũng không chối từ. Một câu, dù chết vạn lần cũng không chối từ. Sau khi nghe thấy tiếng cười thoải mái của hai người, Lâm Nhất cũng nở nụ cười, thở phào một hơi. Để nói ra lời này với hai siêu cao thủ cảnh giới thiên phách phải cần can đảm rất lớn. Nhưng tấm lòng người thiếu niên chỉ có trăm vạn sự chân thành. Nếu một ngày nào đó họ cần hắn giúp đỡ, dù cho núi đao biển lửa, dù chết vạn lần hắn cũng sẽ không chối từ. Các chủ nói không sai, không cần phải vội vàng rời đi. Trong Long Môn tranh tài, thực lực của mình đã lên quá nhanh, căn cơ không ổn định. Mình vẫn chưa tiêu hóa những thứ thu hoạch được từ cuộc chiến luân phiên, phải tập trung lĩnh ngộ mới được. Sau khi tự lẩm bẩm vài câu, Lâm Nhất đi đến một nơi yên tĩnh. Lấy bổ đoàn ra khoanh chân ngồi xuống. Khi Tử Diên kiếm quyết được thi triển, linh khí thiên địa ở bốn phía liên tục tràn vào trong cơ thể. Đóa hoa Tử Diên kết tinh từ băng ở đan điền lặng lẽ nở rộ, 10 sợi huyền mạch lập tức phun trào chân nguyên tử sắc bá đạo vô tận. Chân nguyên hùng hậu sôi trào trong cơ thể như núi lửa, chân nguyên lấp lánh ẩn chứa kiếm ý vô cùng sắc bén. Lâm Nhất có thể cảm nhận được toàn thân tràn ngập sức bùng nổ. Chỉ cần một ý niệm là có thể lập tức bộc phát sức mạnh hơn hẳn tử phủ bình thường, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ đối mặt với những trưởng lão tử phủ bình thường của các tông môn khác, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn phải có ít nhất 60% cơ hội thắng. Tu vi kinh khủng như thế, tất cả mọi thứ đều nhờ vào tu vi bản nguyên mà Mai Hộ Pháp để lại. Ngoài ra còn nhờ rất nhiều vào Tử Diên kiếm quyết mà bản thân hắn tu luyện. Dù sao cũng là Tử Diên kiếm quyết đến từ thời thượng cổ Hoàng Kim đã từng tung hoành thiên hạ, một truyền thừa vô giá được để lại. Quý giá đến mức nào? Thiên hạ hiếm có. Có điều sau khi tu luyện kiếm quyết này đến tầng 9 thì không thể thăng lên tử phủ. Nó sẽ luôn dừng lại ở tầng 9, không thể tiếp tục tu luyện. Giống như hắn không tiến vào huyền võ. Chỉ có thể tu luyện 6 tầng trước. Kể cả kiếm quyết thượng cổ cũng có yêu cầu và ngưỡng cửa rất nghiêm khắc. Nếu không vượt qua một cách mù quáng, ví dụ như đại hoàng tử, vượt cảnh giới để tu luyện công pháp cấp địa, chỉ cần bất cần một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng độ khó thăng lên tử phủ quá lớn. Tử phủ nghĩa là cô đọng chân nguyên của mình thành chất lỏng, mở ra một vùng tử phủ ở đan điền. Chân nguyên cô đọng thành chất lỏng khó khăn cỡ nào? Để cô đọng toàn bộ chân nguyên thành chất lỏng thì khó trồng chất khó. Mỗi lần đột phá đều sẽ có tỷ lệ thất bại rất lớn. Một khi thất bại sẽ phải chịu đựng cơn đau vì chân nguyên phản phệ, thậm chí người nào nghiêm trọng còn bị giảm tu vi. Nếu không nắm chắc 100% thì không thể thử bừa. Thường chỉ có những người đột phá tử phủ, hoặc là có căn cốt nghịch thiên như Bạch Lê Hiên, hoặc những người gặp được kỳ ngộ, cơ duyên xảo hợp.
hoặc là những thế lực có truyền thừa cấp bá chủ, có tiền bối đại năng chỉ điểm. Nếu không thì chỉ có thể nhờ thời gian mài giũa, 10 năm, 20 năm sau kiểu gì cũng sẽ đột phá thành công. Tử phủ là một bước ngoặt rất quan trọng. Sau khi đạt tới bán bộ tử phủ, nếu không thể thăng lên tử phủ trong vòng 3 năm thì cả đời sẽ không có hy vọng thăng lên thiên phách. Trọng điểm là tìm được cơ hội, hắn cần phải xin sự chỉ bảo từ Kiếm Huyền Hà. Nhìn vào tinh thần, trong một không gian bí ẩn ở vùng đan điền có hai hung hồn đang đứng thẳng, trông vô cùng đáng sợ. Cùng kỳ, Trúc Long. Sự xuất hiện của hung hồn cùng kỳ khiến Lâm Nhất hơi bất ngờ. Sau khi nắm giữ kiếm ý tiên thiên, võ hồn đoạn kiếm lại rút ra một tấc, đồng thời đứt một sợi xích. Khi sợi xích bị đứt hoàn toàn, hung hồn cùng kỳ bỗng dưng hiện thân. Người ngoài đều nói võ hồn của hắn là hai hung hồn tuyệt thế này, nhưng chỉ có bản thân Lâm Nhất biết. Võ hồn chân chính của hắn là thanh đoạn kiếm bị sợi xích bí ẩn phong ấn, cả cùng kỳ và Trúc Long đều là võ hồn sinh ra cùng nó. Bây giờ hắn rất tò mò, rốt cuộc thanh đoạn kiếm này có lai lịch gì mà phải cần 8 con hung hồn tuyệt thế để phong ấn. Đáng tiếc với thực lực của hắn hiện tại cách thời điểm đoạn kiếm xuất thế vẫn còn khá xa. Trước mắt việc thăng lên tử phủ đã đủ làm hắn đau đầu. Thời gian dần trôi qua một cách lặng lẽ. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, im lặng tu luyện. Sau khi Tử Diên kiếm quyết thăng lên tầng 9 đã hoàn toàn khác với tầng 8, đường kinh mạch do chân nguyên mở phải phức tạp gấp hơn 10 lần. Rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo bí ẩn tạo thành vòng xoáy như mọi con sông đổ về. Việc Lâm Nhất cần làm lúc này là dùng kiếm quyết tầng 9 để hoàn thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên, cô đọng chân nguyên dồi dào và hùng hậu. Nâng kiếm kình ẩn chứa trong chân nguyên Tử Diên lên một bậc, thậm chí là đạt tới mức độ có thể so sánh với kiếm khí. Nhưng với mức độ phức tạp của Tử Diên kiếm quyết lúc này, để hoàn thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên không hề đơn giản. Chẳng biết lúc nào trán đã đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tu luyện sau khi kiếm quyết thăng lên tầng 9. Trong long môn tranh tài trước đó, vì phải thi đấu liên tục nên hắn không có thời gian tu luyện. Phù! Không biết qua bao lâu, chân nguyên tử sắc trong cơ thể xuất hiện một sợi bạch tuyến. Sợi bạch tuyến này như có thực thể, thỉnh thoảng lập lòe phát ra kiếm quang chói mắt tựa như ánh nắng ban mai. Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có vẻ hơi mệt mỏi, hắn thở mạnh một hơi. Tử Diên kiếm quyết tầng 9 chắc có thể so sánh với công pháp cấp địa, thậm chí còn hơn. Nhưng độ khó tu luyện cũng không thể coi thường, chỉ mới một đại chu thiên đã mất 3 ngày của mình. Kiếm quyết tầng 9 cũng là một bước ngoặt khá quan trọng. Nhưng nhất niệm hoa khai, nghịch đảo hoa Tử Diên giúp chân nguyên bản thân tăng vọt. Khi kiếm quyết lên cấp, đợi đến tầng 9 đỉnh phong cũng có thể biến hóa ra kiếm trận Tử Diên. Theo như kiếm quyết ghi lại, đến tầng thứ 10 có thể dùng kiếm trận để triệu hồi Tử Băng Diên Tước, bộc lộ sự oai phong của băng phượng thượng cổ. Tu luyện đến tầng 13 có thể triệu hồi Tử Diên thánh hỏa xuất thế, thiêu trụi bát hoang, đến tầng 16 viên mãn đỉnh phong thì có thể luyện hóa hộp đựng kiếm mà hắn đang mang trên người. Lại thêm 3 ngày trôi qua, mấy người Lâm Nhất và Hân Nhiên đã quay về kiếm các. Khoảng thời gian sau đó, buổi tối hắn sẽ tu luyện Tử Diên kiếm quyết. Cô đọng chân nguyên, cường hóa kiếm kình trong đó. Tia sáng trắng như ẩn như hiện kia ngày càng trở nên chân thật, chất lượng chân nguyên cũng ngày càng tăng lên. Ban ngày thì tu luyện kiếm pháp, dùng kiếm ý tiên thiên để tinh luyện thủy nguyệt kiếm pháp. Hiện tại, hắn thao luyện thủy nguyệt kiếm pháp hệt như học sinh cấp 3 làm đề thi của học sinh tiểu học vậy, cực kỳ nhẹ nhõm. Việc này không liên quan đến cảnh giới của hắn. Mà chủ yếu là vì hắn đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, cho nên kiếm pháp linh cấp đã không còn thỏa mãn cảm ngộ kiếm đạo của hắn được nữa. 5 ngày sau, bên vách Lạc Già Sơn. Trên vách núi, biển mây lượn lờ, có một bóng người liên tục di chuyển, kiếm ra chớp nhoáng, như mây trôi nước chảy, bất chợt có tia sáng lóe lên không hề có dấu hiệu báo trước, hệt như một bóng ma. Kiếm thế chẳng chịt, kiếm quang bay nhảy. Cứ như khói nước mênh mông bao phủ mặt hồ vô biên vô tận. Ánh sáng hạo nguyệt. Đột nhiên, động tác của Lâm Nhất chứng lại, trên thân kiếm táng hoa bỗng lóe lên kiếm quang sáng chói. Trong luồng ánh sáng chói lóa kia,
biển mây vô biên vô hạn chung quanh dường như đang lăn tăn gợn sóng, lại giống như ánh tà dương mênh mông đồ sộ. Sương hàn vạn lý. Thiếu niên quét mắt, ánh mắt men theo thân kiếm chiếu thẳng về phía trước. Thân kiếm run lên từng hồi, cùng với đó, khí lạnh vô biên lan ra, gần như chỉ trong chốc lát đã đóng băng biển mây mênh mông kia. Liếc mắt nhìn lại, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con sông băng, trông vô cùng kỳ quái. Kính hoa thủy nguyệt. Thân hình Lâm Nhất nhoáng một cái, biến ra chín tàn ảnh, thật thật giả giả thật thật. Kiếm thế thủy nguyệt lập tức vọt lên đến đỉnh phong, kiếm thế mênh mông ngày càng trở nên bồng bềnh, hư ảo, như hoa trong nước, lại như trăng trong gương, khiến người cảm thấy mịt mờ vô định, khó có thể nắm bắt được. Khoảnh khắc khi tàn ảnh xếp chồng lên nhau, Lâm Nhất chém ra một kiếm. Vách đá cao hơn 100 mét ở phía đối diện bị một kiếm này bổ ra làm hai. Răng rắc. Khi hắn thu kiếm lại và đứng thẳng, vách đá khổng lồ hệt như gò núi kia bỗng chốc đổ sụp xuống như trò chơi xếp gỗ, đâm sầm vào tầng mây bị đóng băng bên dưới. Ầm ầm. Băng vỡ vụn, phát ra tiếng nổ mạnh, kiếm thế mênh mông tản ra khắp bốn phía, hình thành một cơn cuồng phong hung tợn. Tiếng gió vù vù, gió mạnh liên tục sộc thẳng về phía thiếu niên, khiến tà áo xanh của hắn bay phấp phới. Lâm Nhất. Khi nhìn thấy cảnh này, một chấp sự áo xám há hốc mồm kinh ngạc, người này bị dọa đến nỗi lắp bắp. Đây thực sự chỉ là cảnh giới bán bộ tử phủ thôi sao? Thiếu niên kia đứng trong gió, tà áo tung bay, duệ khí phát ra từ trên người hắn khiến người nhìn có cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, kiếm ý toàn thân hắn tản ra, tia sáng rực rỡ sâu trong mắt cũng theo đó biến mất. Lúc này, chấp sự áo xám mới thở phào một hơi vì áp lực bỗng giảm đi. Chuyện gì? Lâm Nhất tiến lên hỏi. Chấp sự áo xám sững sờ vài giây rồi mới sực tỉnh và nói, là Mai hộ pháp lệnh cho ta đến đây, ngài ấy đang đợi ngươi ở đại điện tông môn, ta cũng không rõ lắm là có việc gì. Đa tạ. Lâm Nhất ngẫm nghĩ, Mai hộ pháp tìm ta ư? Trước đó, Kiếm Huyền Hà từng nói muốn thưởng cho hắn một món quà lớn, có lẽ Mai hộ pháp tìm hắn là vì việc này. Lâm Nhất lập tức đi, không dám có thái độ thờ ơ. Lâm Sư Huynh. Bái kiến Lâm Sư Huynh. Chào Lâm Sư Huynh. Dọc đường đi, các đệ tử kiếm các đụng phải hắn, bất kể là nam hay nữ, đều lớn tiếng hô Lâm Sư Huynh. Trong giọng nói ẩn chứa sự tôn kính lớn lao. Trong long môn tranh tài, hắn đã ngạo thị quần hùng, vang danh khắp Đại Tần, không ai mà không biết. Hắn giành lấy vinh quang to lớn cho kiếm các, nên đương nhiên sẽ nhận được sự tôn kính, thậm chí các trưởng lão cũng có thái độ khác biệt khi gặp Lâm Nhất. Hiện tại, Lâm Sư Huynh đã là truyền kỳ của đế quốc Đại Tần rồi, chưa đến tử phủ mà đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, ngạo thị quần hùng. Người đứng đầu long môn tranh tài lần trước cũng không cách nào sánh nổi, thật sự khó mà tưởng tượng được tương lai huynh ấy sẽ phát triển như thế nào. Đúng vậy, hào quang của sư huynh quá chói mắt, gần như che lấp ánh sáng của các công tử khác. Long môn tranh tài đã kết thúc được một thời gian rồi mà độ nóng vẫn không giảm, thật khó tin mà. Cũng đành thôi, sư huynh từ con đường địa ngục đánh thẳng ra mà, thử hỏi trong những người đứng đầu bảng trước đó, ai có thể sánh bằng. Tiếng bàn tán vang lên không ngừng, rất nhiều đệ tử dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái để nhìn Lâm Nhất, khiến chấp sự áo xám đi bên cạnh hắn cũng thận trọng hơn, không dám có thái độ lơ là. Lâm Nhất, ta thấy mấy ngày nay ngươi tập trung vào tu luyện, e là có chuyện ngươi không biết, đột nhiên, chấp sự áo xám mỉm cười và nói. Chuyện gì? Lâm Nhất tò mò hỏi. 5 ngày sau chính là đại điển đăng cơ của công chúa Phượng Hoa. Nàng ta sắp trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử của đế quốc Đại Tần, âu cũng là một việc trọng đại. Bước chân Lâm Nhất thoáng khựng lại, hắn liếc nhìn sợi tóc xanh quấn trên ngón út, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Công chúa Phượng Hoa, rốt cuộc nàng là ai? Lâm Nhất, sao vậy? Thấy hắn đột nhiên dừng bước, chấp sự áo xám ngạc nhiên hỏi. Không có gì. Lâm Nhất mỉm cười, ra hiệu cho đối phương tiếp tục dẫn đường. Có điều, trong đầu hắn vẫn cứ nghĩ về vấn đề vừa rồi, rốt cuộc công chúa Phượng Hoa là ai? Sau nửa khắc, hai người đã đi đến đại điện tông môn, chắp sự áo xám chắp tay cười nói,
vào đi, Mai hộ pháp đã đợi lâu rồi. Lâm Nhất khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Trên đại điện tông môn rộng lớn, trang trọng và uy nghiêm, không chỉ có một người. Mai hộ pháp đang đứng trước bài vị tổ sư, ông ấy quay đầu nhìn Lâm Nhất, cười nói, tên nhóc kia, nghe nói ít ngày nữa ngươi sẽ ra ngoài à? Ừm. Lâm Nhất nói chi tiết hơn, quả thật ta có ý định như vậy. Mai hộ pháp bước tới, mỉm cười nói, theo như lệ cũ, người mới luôn có ý định đi chu du khắp nơi. Dù sao thì trong thế hệ trẻ Đại Tần, hiện đã không có ai là đối thủ của ngươi nữa rồi. Ông ấy cố ý dừng lại một chút, nhằm kích thích Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất lại chẳng có chút gì là gấp gáp, vẫn bình tĩnh chờ đối phương nói tiếp. Tên nhóc này, người không gấp chút nào à? Vậy thôi, để ta nói ngắn gọn. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là về phần thưởng mà Thánh Sứ đưa đến. Vài ngày trước, nó đã được chuyển đến, nhưng do ngươi đang bế quan nên ta không quấy rầy. Mai hộ pháp lấy ra một cái hộp gấm và đưa cho hắn. Rất nặng. Lâm Nhất đưa tay nhận lấy, hắn thoáng nhíu mày, không ngờ cái hộp gấm trông không lớn là bao mà lại nặng đến vậy. Trong này đựng gì thế? Thấy Mai hộ pháp ra hiệu cho mình mở ra, Lâm Nhất liền làm theo. Ngay khi vừa mở nó ra, một luồng hào quang cực kỳ chói mắt bắn thẳng ra, Lâm Nhất híp mắt nhìn thật kỹ. Bỗng, trong mắt hắn lóe lên tia khác thường, tâm trạng cũng trở nên phấn khích. Tổng cộng có 10 viên linh ngọc tam phẩm. Thứ này, Lâm Nhất không nói nên lời, hình như không nằm trong phạm vi ban thưởng. 8 thứ hạng đầu đều có phần thưởng linh thạch tương ứng, nhưng Lâm Nhất nhớ rất rõ tất cả đều là linh ngọc nhị phẩm. Còn về tam phẩm thì thật sự hắn không dám nghĩ đến, thứ quý hiếm như vậy, dù là Lăng Tiêu Kiếm Các thì cũng không dám tùy tiện ban thưởng cho hắn. Ở đế quốc Đại Tần, ngoại trừ tứ đại tông môn thì không có tông môn nào đủ khả năng ban cho đệ tử linh ngọc nhị phẩm. Kể cả đệ tử của kiếm các thì đối với bọn họ, linh ngọc tam phẩm cũng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu đang ở cảnh giới huyền võ, chỉ một viên linh ngọc tam phẩm, thậm chí có thể tạo thành một sợi huyền mạch. Đây là phần thưởng dành riêng cho ngươi, người đầu tiên thành công trên con đường địa ngục từ cổ chí kim. Trong mắt Mai hộ pháp lóe lên niềm kiêu hãnh, dù gì thì Lâm Nhất đạt được vinh hạnh bực này cũng có một phần công lao của ông ấy. Ta giữ một nửa là được rồi, còn lại 5 viên, Mai tiền bối hãy nhận lấy, Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi nói. Ha ha, tên nhóc này, người thiếu nợ ta đâu chỉ 5 viên linh ngọc tam phẩm, đừng nghĩ trả dễ dàng như vậy. Ngoan ngoãn thu hết cho ta. Mai hộ pháp không để Lâm Nhất nghĩ nhiều, ông ấy bật cười ha hả, dứt khoát từ chối hắn. Rồi kế đó, ông ấy phất tay, lấy ra một kiện giáp mềm được làm bằng tơ tằm, thoạt nhìn tuy đơn giản nhưng ẩn chứa càn khôn. Đây là một món bảo khí hạ phẩm giáp mềm tơ tằm, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng người cũng biết đó, từ trước đến nay có rất ít bảo khí phòng ngự, thế nên không thấp hơn chiến kỳ xích diễm của ngươi đâu. Vào những thời khắc mấu chốt, thứ này có thể cứu ngươi một mạng. Nói xong, Mai hộ pháp lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là Tiềm Long lệnh, 1 năm sau, ngươi sẽ dùng thứ này để tham gia Quần Long Thịnh Yến, nhớ giữ kỹ, đừng để mất. Ngoài ra, còn có 1 vạn viên linh ngọc nhị phẩm, đây chính là phần thưởng dành cho người đứng đầu bảng. Phần thưởng cực kỳ phong phú, khiến người ta không khỏi líu lưỡi. Được rồi, nên căn dặn người chuyện thứ hai rồi. Mai hộ pháp thôi cười, mà tỏ thái độ nghiêm túc trước nay chưa từng có, Lâm Nhất, có lẽ ngươi vẫn nhớ ta đã từng đồng ý với ngươi rằng đến một lúc nào đó thích hợp, ta sẽ giao trọn bộ bá kiếm cho ngươi. Bá kiếm bản hoàn chỉnh. Tim Lâm Nhất đánh thót, nhắc đến bá kiếm thì không cần phải nói nhiều, chỉ riêng thức mở đầu đã khiến một kẻ vẫn luôn tự nhận là có ngộ tính hơn người như Lâm Nhất phải mất hơn nửa năm. Nhưng vẫn không đạt đến đại thành. Phải biết, vào tay hắn thì kiếm pháp tầm thường có thể đạt đến tiểu thành chỉ trong vòng nửa ngày, chưa đến nửa tháng đã đến đại thành. Từ đó có thể thấy bá kiếm bản hoàn chỉnh khủng bố đến mức nào. Ta nhớ, Mai tiền bối từng nói rằng khi ta có đủ tu vi, tiền bối sẽ giao bá kiếm bản hoàn chỉnh cho ta, Lâm Nhất trầm giọng đáp. Bá kiếm chính là kiếm pháp cấp địa chính cống. Dù phóng mắt khắp cổ vực Nam Hoa thì cũng không có bao nhiêu bộ công pháp cấp địa có thể so sánh với nó,
trong giọng nói của Mai Hộ Pháp ẩn chứa sự tự hào. Nếu nói thống trị cả Đại Tần thì Lâm Nhất còn có thể hiểu được, nhưng nếu so sánh với cả cổ vực Nam Hoa thì hình như có hơi khoa trương. Hắn tự nhủ. Mai Hộ Pháp cười khẽ, nói tên nhóc kia, ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì, để ta nói rõ với ngươi vậy. Năm đó, Tổ sư Kiếm Vô Danh không chỉ vang danh Đại Tần, mà ngài ấy còn có thanh danh hiển hách về kiếm đạo trên khắp cổ vực Nam Hoa. Ngài ấy là một trong những truyền nhân của Kiếm Tông, năm đó, Bá Kiếm chính là nhánh mạnh nhất trong 9 đại tuyệt học của Kiếm Tông. Kiếm Tông. Lâm Nhất tỏ vẻ nghi hoặc, đây là lần đầu hắn nghe đến cái tên này. Năm đó, Kiếm Tông chính là tông môn về kiếm đạo duy nhất tại cổ vực Nam Hoa, sau khi bị tiêu diệt, chỉ còn lại Thiên Kiếm Môn. Tuy rằng Thiên Kiếm Môn không bằng 1/10 Kiếm Tông thời kỳ đỉnh cao, nhưng hiện tại, nó vẫn là một trong 9 vị bá chủ của cổ vực Nam Hoa, người đã hiểu chưa? Thiên Kiếm Môn chỉ bằng 1/10 mà đã là một trong 9 vị bá chủ của cổ vực Nam Hoa, thử hỏi thời kỳ Kiếm Tông hưng thịnh, nó khủng bố đến mức nào? Lâm Nhất thầm kinh ngạc, cuối cùng thì hắn đã rõ vì sao Mai Hộ Pháp dám nói dù là cả cổ vực Nam Hoa thì cũng không có bao nhiêu bộ công pháp có thể so với bá kiếm bản hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bá kiếm có yêu cầu nhập môn rất cao, chỉ riêng thức mở đầu đã khiến nhiều người tẩu hỏa nhập ma, phải tự kết liễu. Cho nên từ trên xuống dưới Lăng Tiêu Kiếm Các, số lượng người có thể tu luyện bộ kiếm pháp này đã ít càng thêm ít, người có thể luyện được bá kiếm bản hoàn chỉnh thì có thể nói là lông phượng sừng lân. Vẻ mặt Mai Hộ Pháp có chút phiền muộn, kiếm pháp hung hãn bực này lại không có người truyền thừa, quả thật rất đáng tiếc. Chính ông ấy cũng từng thử, nhưng lại không đủ ngộ tính nên đành phải từ bỏ. Tuy rằng ngươi có thể tu luyện thức mở đầu đến cảnh giới viên mãn, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn thận khi tu luyện bá kiếm bản hoàn chỉnh. Các đời trưởng lão của chúng ta vẫn luôn cảm thấy bản kiếm phổ này còn thiếu kiếm quyết tương ứng, cho nên mới gặp khó khăn trong lúc tu luyện. Mai Hộ Pháp lộ vẻ nghiêm túc, cẩn thận đưa một miếng ngọc giản cho Lâm Nhất. Thiếu kiếm quyết tương ứng. Có lẽ là vậy, bởi vì khi tu luyện thức mở đầu, Lâm Nhất cũng cảm thấy có gì đó không trọn vẹn. Bá kiếm có tổng cộng 9 thức, mỗi một thức đều có uy lực kinh người và có đặc trưng riêng biệt. Có thể thi triển từng cái, hoặc cũng có thể phối hợp với nhau, tuy nhiên, cách thức tu luyện vẫn nên tiến hành tuần tự theo chất lượng, không thể liều lĩnh được. Bá kiếm không giống với các công pháp khác, ngươi không tưởng tượng nổi một khi bị tẩu hỏa nhập ma, đối mặt với phản phệ thì sẽ thế nào đâu. Đã rõ. Phải thật cẩn trọng, 1 năm sau, ta chờ ngươi tại kiếm các. Mai Hộ Pháp nở một nụ cười hiếm hoi, thấp giọng nói, ta rất chờ mong sự biểu hiện của ngươi trong quần long thịnh yến, hy vọng ngươi có thể thể hiện được phong thái năm xưa của Tổ sư Kiếm Vô Danh. Tại quần long thịnh yến. Ta sẽ không khiến kiếm các phải mất mặt, Lâm Nhất trầm giọng đáp. So với sự chờ mong trước đó, sau khi rời khỏi đại điện tông môn, Lâm Nhất có vẻ cẩn thận hơn. Bất kể là ai, khi biết được lai lịch của bá kiếm thì e là cũng như vậy. Lăng Tiêu Kiếm Các có thể giao kiếm pháp chân quý như thế cho hắn, đó không chỉ đơn giản là tin tưởng thôi đâu. Lâm Nhất không hề hay biết, ngay khi hắn rời đi, trong đại điện tông môn bỗng xuất hiện 2 bóng người. Kiếm Huyền Hà và Thập Tam gia cũng hiện thân, dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Chưa đến tử phủ mà đã có thể nắm được kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh, với thiên phú về kiếm đạo của hắn đã đủ để khống chế bá kiếm. Có điều trong quần long thịnh yến, năm đó, ta và ngươi đều nản lòng, khó mà nói được tên nhóc này có thể đi được bao xa. Quần long thịnh yến, trảm thiên đoạt mệnh, tranh đoạt long vận có bao nhiêu tàn khốc. Sau khi quay về Lạc Già Sơn, Lâm Nhất cũng không vội vã tìm hiểu bá kiếm, mà lấy ra một viên linh ngọc tam phẩm, bắt đầu tu luyện, mục đích muốn dùng kiếm quyết tầng 9 để tiếp tục cô đọng chân nguyên tử diên kiếm kình. Tuy chân nguyên trong cơ thể hắn dồi dào và mạnh mẽ, nhưng lại không đủ thuần túy để cô đọng. Trước khi kiếm quyết thăng cấp lên tầng 9, chân nguyên của hắn không ẩn chứa tử diên kiếm kình, mà chỉ chứa một luồng sáng của chân nguyên tử diên. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là tinh luyện toàn bộ chân nguyên thành tử diên kiếm kình, bày ra hình thức khủng bố nhất của kiếm quyết thượng cổ này. Kiếm quyết vốn không giống với công pháp bình thường, tuy cùng là công pháp, nhưng chân nguyên để tu luyện cái trước không biết phải sắc bén và ác liệt hơn cái sau bao nhiêu lần.
Tử Diên kiếm quyết được truyền thừa từ thời đại hoàng kim của thượng cổ hoàng, uy lực của nó đương nhiên không cần phải bàn. Trong lòng Lâm Nhất cũng có một dã tâm khổng lồ. Hắn muốn tinh luyện tất cả chân nguyên thành Tử Diên kiếm kình, sau đó lại dùng Tử Diên kiếm kình cô đọng thành dịch, đột phá cảnh giới tử phủ. Con đường này định sẵn sẽ cực kỳ gian nan. Nhưng một khi thành công, thì chắc chắn tử phủ mà hắn ngưng tụ được sẽ có 102, vượt khỏi sự tưởng tượng của người thường. 3 ngày sau, khi Tử Diên kiếm quyết đã vận chuyển một vòng lớn, Lâm Nhất từ từ mở mắt ra, mồ hôi đọng trên trán hắn, lúc này, trông hắn rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sắc bén khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Sự sắc bén này dường như hóa thành thực chất, có thể đâm thủng không gian. Quả nhiên, viên linh ngọc tam phẩm này có thể chuyển hóa 1/10 chân nguyên của ta, thật sự là một niềm vui bất ngờ mà. Nhìn linh ngọc tam phẩm đã hóa thành cho tàn trong tay, Lâm Nhất nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, theo như hắn thấy, tác dụng lớn như vậy là do lần đầu luyện hóa, càng về sau, chắc chắn sẽ không có được sự thần tốc như ban đầu. Nên xuất phát rồi, Lâm Nhất lẩm bẩm. Tuy có hơi luyến tiếc, nhưng hiện tại, ở đế quốc Đại Tần, trong thế hệ trẻ, đã không còn nhân tài kiệt xuất nào có thể đấu lại hắn nữa rồi, nếu cứ tiếp tục nán lại kiếm các thì khó mà tiến bộ được, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Lâm Nhất thở dài, lấy ra một bức thư đã viết sẵn từ trước, đặt nó lên bàn. Hắn không giỏi nói chuyện, có rất nhiều cảm xúc khó mà nói rõ khi đối mặt, cho nên đành phải gửi lại thư, mong là các sư huynh đệ ở Lạc Già Sơn sẽ tha thứ cho việc không từ mà biệt của hắn. 1 năm sau gặp, Lâm Nhất duỗi ngón tay miết nhẹ lên phong thư, trong mắt hắn lóe lên tia quyết đoán, lẳng lặng rời đi. Hoàng hôn buông xuống, tà dương như máu. Bên ngoài cổng chính của Lăng Tiêu kiếm các, một thiếu niên cưỡi trên một con tuấn mã màu đỏ máu, đang phóng như điên trên đường. Ánh tà dương phủ một tấm áo choàng lên người thiếu niên, khiến hắn trông có vẻ điển trai một cách lạ kỳ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một con tuấn mã màu tuyết trắng, nó đứng chắn ngang đường, dường như đã chờ đợi ở đó từ lâu. Lâm Nhất ghìm chặt dây cương, tỏ vẻ nghi hoặc. Trên lưng tuấn mã là một cô gái có vóc người uyển chuyển, khiến lòng người say mê. Cô tháo chiếc mũ rộng vành xuống. Một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tựa như những cánh hồng đang nở rộ lộ ra dưới ánh nắng chiều. Không phải Hân Nghiên thì còn là ai nữa? Nhìn bóng dáng quen thuộc xuất hiện khắp bốn phía, Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện một chút vui vẻ. Sư huynh, chúng ta đến tiễn ngươi. Lời không nhiều nhưng lại ấm lòng người. Trước kia, lúc mới đến Lạc Già Sơn, đám người này luôn miệng gọi hắn là tiểu sư đệ. Khi hắn bị liên minh quân tử ức hiếp, cả đám như gà mái che chở cho gà con, ngăn trước người hắn, đối mặt với liên minh quân tử. Hiện tại, liên minh quân tử đã sớm tan rã. Mà tiểu sư đệ lúc trước cũng đã trở thành người đứng đầu bảng long môn tranh tài, ngạo thị quần hùng khắp Đại Tần. Kiếm trong tay hắn xứng với một tiếng sư huynh của bọn họ. Tên nhóc này, đệ muốn chết à? Hân Nghiên cưỡi tuấn mã phi nhanh đến, đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng Lâm Nhất. Lâm Nhất tự biết mình đối lý, bên cười nói, sư tỷ, hôm nay tỷ rất đẹp. Thôi đi sư tỷ của đệ có ngày nào mà không đẹp hử. Sau khi đã cởi bỏ khúc mắc, Dạ Hân Nghiên đã khôi phục dáng vẻ sáng chói ngày xưa, cô trừng mắt, cười nói, sao hả? Để ý sư tỷ rồi à? Nếu đệ mà còn khen tỷ thêm vài câu nữa, nói không chừng ta sẽ cân nhắc. Lâm Nhất nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu cân nhắc cái gì. Đánh đòn đệ. Thấy thế, Hân Nghiên cười mắng một tiếng, vung roi ngựa trong tay về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất đưa tay cầm lấy roi ngựa, cười hỏi, sư tỷ nỡ đánh ta thật sao? Nói xong hắn kéo mạnh, định kéo cây roi này về phía mình. Ai ngờ sư tỷ lại như mỏng manh không xương, cứ thế bị Lâm Nhất kéo từ trên ngựa xuống. Vẻ áp lực chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn vội vàng đưa tay ôm sư tỷ vào lòng. Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa huyết long, mỹ nhân trong lòng, hai tay Dạ Hân Nghiên vòng quanh cổ hắn. Dưới ánh nắng chiều, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không ai lên tiếng, cả hai người đều trở tay không kịp. Một lúc sau, vẻ thẹn thùng xinh đẹp mới hiện lên trên mặt Dạ Hân Nghiên.
Ôi trời! Lý Vô Ưu đứng bên ngoài đường lớn nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc thốt lên, sau đó lập tức cười lớn, hôn nhau đi. Hôn nhau đi! Hôn nhau đi! Các sư huynh và sư muội của Lạc Già Sơn trên đường lớn này lập tức phấn khích, hùa theo la hét cùng Lý Vô Ưu. Cả Lạc Già Sơn đều biết Lâm Nhất và Hân Nghiên thân như tỷ đệ, nhưng còn thân hơn cả tỷ đệ. Mối quan hệ giữa hai người rất sâu xa, có chút mập mờ, có chút thân mật quá mức, nhưng mãi không ai chọc thủng lớp giấy mỏng này. Bây giờ bắt gặp được cảnh này, họ lập tức thích thú. Nếu Lâm Nhất và sư tỷ thật sự có thể ở bên nhau, các sư huynh và sư muội Lạc Già Sơn hoàn toàn có thể thản nhiên chấp nhận. Sao đệ vẫn chưa buông ta ra, tiểu sư đệ muốn ta hôn đệ thật à? Những lời gieo hò xung quanh khiến khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hân Nghiên càng thẹn thùng hơn, tựa như một đóa hoa tươi đẹp chớm nở, có thể vắt ra nước, cô trừng mắt nhìn Lâm Nhất, bảo. Sư tỷ ôm ta kiểu này, ta phải làm sao mới buông tỷ ra được đây? Lâm Nhất hơi bất lực, cười khổ trả lời. Ba hoa. Dạ Hân Nghiên véo vào cổ Lâm Nhất, sau đó nhẹ nhàng xoay người, dựa vào lưng hắn, kéo dây cương ngựa huyết long, đi. Lộc cộc. Chẳng mấy chốc con tuấn mã với bộ lông đỏ như máu đã hóa thành một cái bóng mờ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người dưới ánh chiều tà. Chết tiệt, cuối cùng tiểu tử này vẫn bắt cóc mất sư tỷ, tìm ta. Đau quá. Lý Vô Ưu chua xót nói. Chẳng phải vừa rồi tiểu tử nhà ngươi là người hét to nhất à? Mạc Thành khinh bỉ nhìn hắn ta. Nhưng tim đau quá, Lý Vô Ưu bĩu môi đáp. Ha ha ha, đi thôi, về núi. Mạc Thành lại cười ầm lên, không để ý tới Lý Vô Ưu mạnh miệng nữa, dẫn mọi người đi về phía Lăng Tiêu kiếm các. Đêm khuya, tốc độ của ngựa huyết long dần chậm lại, Lâm Nhất và Dạ Hân Nghiên ngồi trên lưng ngựa, nhẹ giọng trò chuyện. Sư tỷ không về ạ. Cảm nhận được sự mềm mại từ sau lưng, Lâm Nhất khá thỏa mãn, thoải mái tìm chủ đề. Sư tỷ muốn cùng đệ đi khắp bốn phương. Dạ Hân Nghiên nháy mắt, trả lời nửa thật nửa giả. Thấy Lâm Nhất không nói gì, cô mới cười bảo, được rồi, không đùa đệ nữa. Sư tỷ sẽ không về, gia tộc Dạ thị đã được tự do, ta không còn phải bận tâm về đế quốc Đại Tần. Ta đã quyết định sẽ đi ra ngoài xem thế giới này. Vậy hai người chúng ta có thể đồng hành một thời gian. Lâm Nhất bình tĩnh lại. Người xấu nhiều như vậy, sư tỷ đẹp như thế, đệ phải bảo vệ sư tỷ thật tốt nhé. Kiếm của ta sẽ không bao giờ để sư tỷ bị thương đâu ạ. Lại ba hoa nữa kìa. Dạ Hân Nghiên bật cười, một nụ cười đẹp làm rung động lòng người, dường như ngay cả bóng đêm cũng không thể che khuất được. Đêm dài đằng đẵng, nhưng hai người như có chuyện nói không hết. Họ nói về khoảng thời gian cùng nhau vượt qua ở Lạc Già Sơn, về chuyện cũ của mình. Trong bóng đêm vô tận, tiếng cười của Dạ Hân Nghiên như chuông bạc, chưa từng ngừng vang, cô chưa bao giờ cười thoải mái và êm tai như thế. Chỉ là khi mặt trời mọc, vẻ mặt Lâm Nhất có gì đó không đúng, hắn cứ luôn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hàng lông mày nhíu lại như đang có tâm sự. Dạ Hân Nghiên có hỏi, nhưng Lâm Nhất chỉ cười chứ không nói gì cả. Khung cảnh ban ngày rõ ràng không có bầu không khí như tối qua, Hân Nghiên vẫn đang kể rất nhiều chuyện, Lâm Nhất vẫn đang nghe, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ. Lại một đêm trôi qua. Khi trời sáng, Hân Nghiên mở mắt ra từ trong cơn ngủ say thì thấy Lâm Nhất đang rửa mặt bên bờ sông. Hân Nghiên lặng lẽ đi qua, chỉ thấy Lâm Nhất đang ngơ ngẩn nhìn bản thân mình dưới sông, không nói lời nào, không biết đang nghĩ gì. Tiểu sư đệ có biết hôm nay là ngày gì không? Hân Nghiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Nhất bừng tỉnh, nhanh chóng rửa mặt rồi cười đáp, ta cũng không biết nữa. Hôm nay là điển lễ lên ngôi của công chúa Phượng Hoa, không đúng, sau này phải gọi nàng ta là nữ đế Phượng Hoa, tiểu sư đệ không định đi xem à? Hân Nghiên bình tĩnh đi qua, sau khi nghe Phượng Hoa sắp lên ngôi, Lâm Nhất rõ ràng không cười nổi nữa. Tiểu sư đệ còn định lừa mình dối người ư? Hân Nghiên cười khẽ. Lâm Nhất ngẩn ra một lúc, sau đó trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, sư tỷ. Lên ngựa. Hân Nghiên nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa huyết long,
nhìn từ trên cao xuống bảo. Cộc cộc cộc, ngựa huyết long chở hai người thẳng đến hoàng thành đế đô. Nó phi nước đại cả chặng đường, tốc độ nhanh như một tia chớp đỏ ngòm trên đất bằng. Chưa tới hai canh giờ, hoàng thành nguy nga đã xuất hiện trước mắt hai người. Trước cửa thành có một đội ngũ dài như trường long, vì điển lễ lên ngôi của nữ đế Phượng Hoa nên hôm nay đế đô vô cùng náo nhiệt. Đừng xếp hàng, lẻn vào trong đi, ta sẽ ở đây chờ đệ. Vâng ạ. Lâm Nhất gật đầu rồi bay lên, chớp mắt đã bay qua tường thành, lẻn vào trong đế đô. Với thực lực của hắn bây giờ, việc che giấu thủ vệ tường thành đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn không phát hiện, Hân Nghiên trên lưng ngựa huyết long đang cắn chặt môi đỏ, máu ứa ra. Vù vù vù. Trên những tòa nhà cao vút nối tiếp nhau, một bóng dáng màu xanh không ngừng lên xuống trên nóc nhà, lao thẳng đến hoàng cung. Lâm Nhất trông rất nghiêm túc, một vẻ nghiêm túc chưa từng xuất hiện trên mặt hắn, hắn vẫn chưa quên. Hắn chưa bao giờ quên hôm nay là điển lễ lên ngôi của Phượng Hoa, chỉ là hắn không dám đoán. Hắn không thể đoán được suy nghĩ của người nọ, tại sao nàng ta lại không chúc mừng câu nào sau khi hắn giành hạng nhất. Nàng ta không đích thân đến, cũng không phái người đến. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rằng rốt cuộc công chúa Phượng Hoa là ai. Không lâu sau, bóng dáng hoàng cung đã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Có tiếng nhạc lễ trang nghiêm phát ra từ trong đó, trong hoàng cung đang cử hành một nghi lễ cổ xưa. Thủ vệ canh gác cả trong lẫn ngoài hoàng cung nghiêm ngặt hơn ngày thường rất nhiều. Lâm Nhất đứng trên nóc nhà cao ngất nhìn sang, ánh mắt lướt qua các tòa nhà, ở cuối tầm mắt, trên đại điện hoàng cung kia, hắn có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng dáng mặc trường bào lộng lẫy chạm đất đang bước lên bậc thang, bước chân của nàng ta rất chậm nhưng chưa từng dừng lại. Ở cuối bậc thang là ngai vàng tượng trưng cho quyền lực và địa vị tối cao của đế quốc Đại Tần. Hoàng cung có kiến trúc hình chữ, vòng ngoài bao lấy vòng trong. Để đến được điển lễ đang cử hành trên quảng trường phải đi qua ba cổng. Có nên đi hay không? Không phải do hắn không có can đảm, chỉ là không thể xác định rốt cuộc đối phương là ai. Nếu không phải thì sẽ rất khó xử. Nhưng lỡ như phải thì sao? Đi. Chỉ cần có khả năng một phần nghìn vạn thì không thể do dự, vẻ quyết tâm lướt qua trong mắt Lâm Nhất. Hô! Trên nóc nhà cao ngất, hắn xuyên thủng không khí như một thanh kiếm sắc, lao thẳng về phía đại điện hoàng cung. Địch tập kích, địch tập kích. Thủ vệ hoàng thành không phát hiện hắn, nhưng khi hắn vừa tới gần cánh cổng thứ nhất, lính tinh nhuệ của thần sách doanh đã phát hiện ra hắn. Vù vù vù. Hàng loạt bóng dáng nối tiếp nhau xông về phía hắn. Dừng tay. Tiểu tử nhà ngươi coi ta là gì thế hả? Lưu Thương lập tức nổi giận, đưa tay tung một quyền, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, khi quyền mang sắp chạm vào vỏ rượu, trên mặt chợt lộ ra vẻ phân vân, hắn ta mắng, chết tiệt. Quyền mang cuồn cuộn mãnh liệt trên người Lưu Thương lập tức tan biến, hắn ta ôm vỏ hầu nhi tử vào lòng, nghiêm mặt bảo, đừng tưởng một vỏ rượu là có thể mua chuộc ta. Công chúa có lệnh. Lại thêm mấy vỏ hầu nhi tử bay ra, Lưu Thương lập tức hô to gọi nhỏ, nhưng lại không nỡ nhìn vỏ rượu bị vỡ. Rắc rắc rắc. Trong tích tắc, 10 vỏ hầu nhi tử đã chồng thẳng trên ngực hắn ta, nghiêng ngả cao hơn hắn ta một nửa. Ngoảnh đầu lại nhìn, Lâm Nhất đã vượt qua. Bỏ đi bỏ đi. Cuối cùng trên khuôn mặt anh Tuấn không thể giữ nổi vẻ đằng đằng sát khí nữa. Hắn ta bất đắc dĩ cười. Trên quảng trường rộng lớn, Hoàng thất Đại Tần đang cử hành điển lễ tế thiên cổ xưa, Tô Hàm Nguyệt bước từng bước về phía ngai vàng. Ầm. Một bóng người bất ngờ xuất hiện, khi hắn vừa chạm đất, một luồng kiếm ý kinh khủng bùng nổ trên người hắn, tiếng nhạc lập tức nổ tung, điển lễ lên ngôi bị gián đoạn. Vô số ánh mắt giận dữ nổ dồn vào vị khách không mời mà đến này. Nhưng Lâm Nhất không hề quan tâm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào bóng lưng kia. Đế bào lộng lẫy chấm đất, chủ nhân của bóng lưng xinh đẹp vẫn không dừng lại, tiếp tục bước về phía ngai vàng. Khi thấy công chúa Phượng Hoa chỉ còn cách ngai vàng một bước. Lâm Nhất đột nhiên hét lớn lên, Tô Hàm Nguyệt, tỷ đứng lại đó cho ta. Giọng như sấm chớp xuyên thủng tầng mây, quanh quẩn không ngừng.
Khi bóng lưng vẫn cứ bước đi kia nghe thấy ba chữ Tô Hàm Nguyệt thì bỗng dừng lại trước ngai vàng. Là nàng, thật sự là nàng. Trong lòng Lâm Nhất lập tức mừng rỡ, cuối cùng hắn bất chấp tất cả, chạy như điên về phía bậc thang. Công chúa Phượng Hoa chính là Tô Hàm Nguyệt. Tại sao? Tại sao lại cố gắng giấu ta như vậy? Lẽ nào tỷ không biết lòng ta áy náy với tỷ đến nhường nào sao? Tỷ rõ ràng chính là Tô Hàm Nguyệt, người đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong Thanh Vân Môn, còn sẵn lòng đối xử tốt với ta, ban thưởng đan thất khiếu linh lung cho ta, bù đắp cho căn cốt không tốt của ta, nguyện quấn sợi tơ tình lên ngón tay ta. Tại sao lại không muốn cho ta cơ hội thay đổi? Những hình ảnh trước đây lại hiện ra trong đầu hắn. Nhớ lại ngày đó ở Thanh Vân Môn, hắn tự tin cầm một viên đan thiên nguyên định trả ân tình cho Tô Hàm Nguyệt. Nhưng không ngờ đối phương lại tức giận đến mức hộc máu. Ta chỉ muốn nói rằng ta vẫn còn nhớ món quà sư tỷ ban thưởng cho ta, cả đời khó quên. Hôm nay ta đến trả ơn, ta đã mất 4 vạn linh thạch hạ phẩm mới mua được viên đan thiên nguyên này, xin sư tỷ nhận cho, ân tình ngày xưa coi như đã trả hết. Nhớ lúc đó hắn vừa nói xong, nhiệt độ trong cơ quan đường đột nhiên giảm xuống, bốn phía trở nên lạnh lẽo. Khí lạnh thấm sâu vào tận xương tủy mỗi người. Lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Trả hết. Vào lúc ấy, trên khuôn mặt tái nhợt của Tô Hàm Nguyệt hiện lên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy thất vọng khiến Lâm Nhất cả đời này không thể quên, không nụ cười nào có thể thê lương hơn nụ cười đó. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế của nàng ta trở nên trắng bệch, cười làm người ta đau lòng. Ta rất ít khi tặng quà cho người khác, nhưng những thứ đã tặng đi, chưa từng có ai dám trả lại cho ta. Lâm Nhất. Ngươi là người đầu tiên. Bụp. Đan thiên nguyên đắt tiền bị Tô Hàm Nguyệt ném vỡ nát, thậm chí không thèm nhìn. Giờ phút này, Lâm Nhất biết mình đã hiểu lầm đối phương, hắn nhất định đã quên điều gì đó. Nhưng thế gian không cho hắn cơ hội hối hận, sau buổi tối cùng múa lưu phong kiếm pháp với Tô Hàm Nguyệt dưới ánh trăng, hắn không còn gặp đối phương nữa. Cho đến khi công chúa Phượng Hoa xuất hiện. Suy nghĩ trở lại hiện thực. Lâm Nhất chạy nhanh trên vạn bậc thang, nhìn chằm chằm vào bóng lưng phong hoa tuyệt đại trên đài cao. Là nàng, nếu nàng không phải Tô Hàm Nguyệt thì chắc chắn đã không dừng bước. Mặc dù không biết tại sao khi đó nàng lại xuất hiện ở Thanh Vân Môn, nhưng Lâm Nhất có thể khẳng định nàng chính là Tô Hàm Nguyệt. Người mà hắn đã đi khắp thiên hạ để tìm kiếm. Cản hắn lại. Thấy Lâm Nhất không chỉ làm rối loạn lễ tế thiên mà còn xông về phía tân nữ đế Phượng Hoa, cấm vệ quân lập tức nổi giận. Vù vù vù. Từng bóng người lần lượt lướt qua, cấm vệ hoàng cung đuổi theo Lâm Nhất, ùn ùn kéo đến như thủy triều. Tránh ra. Lâm Nhất lạnh giọng quát, một ngôi sao nở rộ trong mắt hắn, kiếm ý thiên thiên hoàn chỉnh lập tức bùng nổ. Ầm. Kiếm ý vô tận phóng ra, càn quét bốn phương. Chắn trước mặt cấm vệ hoàng cung. Họ còn chưa tới gần đã bị luồng kiếm thế sắc bén này ép lùi lại, binh khí trong tay rung lên, không thể kiểm soát. Kiếm ý tiên thiên. Khốn kiếp, kiếm ý này mạnh quá. Nhóm cấm vệ hoàng cung lập tức biến sắc, chỉ trong nháy mắt, tất cả họ đều không thể nắm chặt binh khí trong tay mình. Lần lượt những lưỡi dao tỏa ra ánh sáng xé rách không khí lao đi. Thịch thịch. Trên vạn bậc thang, từng lưỡi đao ghim sâu vào bậc thang theo bước chân của Lâm Nhất. Lâm Nhất rất nghiêm túc, ánh mắt hắn chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng trước ngai vàng trên đài cao. Chỉ còn vài bước nữa. Sau khi thi triển thất huyền bộ, một vạn bậc thang đối với Lâm Nhất chỉ mất vài giây là đi hết. Nhưng bỗng nhiên, khi hắn sắp bước lên đài cao, một khí tức cực kỳ nguy hiểm thổi tới. Lâm Nhất còn chưa kịp phản ứng. Một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, đó là lão giả áo tang luôn đi theo bảo vệ công chúa Phượng Hoa. Lão giả áo tang không nhiều lời, lạnh lùng tung một trường. Phụt! Lâm Nhất chưa nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào đã hộc ra một búng máu, từ trên một vạn bậc thang rơi xuống. Đến khi hắn tiếp đất thì đã quay trở lại vị trí cũ. Lâm Nhất quỳ một chân dưới đất, nhìn từ xa. Bóng lưng xinh đẹp trên đài cao tựa như đang đứng trên đỉnh núi, cao không với tới. Mời thánh nữ lên ngôi. Lão giả áo tang lạnh giọng quát với vẻ mặt không cảm xúc,
trong giọng nói của ông ta ẩn chứa giọng điệu không cho phép nghi ngờ, ra lệnh cho công chúa Phượng Hoa ngồi lên ngai vàng. Không được. Vẻ kiên quyết lóe qua trong mắt Lâm Nhất, toàn bộ hoa tử diên ở vùng đan điền đều nở rộ, chân nguyên lập tức bùng nổ. Keng. Một tiếng kiếm ngân giòn giã vang lên, Lâm Nhất trông như một lưỡi đao, nhanh như tia chớp, bay thẳng lên cao. Cho con kiến. Dựa vào tu vi thâm hậu, lão giả áo tang đã chống đỡ được kiếm ý thiên thiên của Lâm Nhất, ông ta di chuyển tung thêm một trường. Bùm. Rất khó để hình dung cú trưởng này đáng sợ đến mức nào, đó là chênh lệch cảnh giới quá lớn, uy áp một trưởng hoàn toàn coi nhẹ những thủ đoạn xảo trá, một trưởng như biển trời mênh mông đánh xuống. Kiếm thế của Lâm Nhất sụp đổ, hắn hộc ra một búng máu, xương sườn còn phát ra tiếng đứt gãy. Trong lúc lùi nhanh về sau, hắn như một tia sáng đâm thẳng xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội phát ra những tiếng nổ rất lớn. Dư chấn lan rộng ra như sóng biển, khiến nhóm cấm vệ hoàng cung đều biến sắc. Mời thánh nữ lên ngôi. Lão giả áo tang vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh giọng quát, giọng nói của ông ta ẩn chứa chân nguyên nghe như tiếng sấm. Vù. Nhưng ông ta vừa dứt lời, trên mặt đất mịt mù cát bụi, người thiếu niên áo xanh với khuôn mặt tái nhợt, quần áo nhếch nhác kia lại bay lên. Hắn không chút do dự, không hề dừng lại. Xông thẳng về phía đài cao. Chuyện này, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình có thể là đối thủ của lão giả áo tang ư? Lão giả áo tang đó là người hộ đạo của công chúa phải không? Thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hắn muốn chịu chết à? Kinh ngạc mới đầu qua đi, trong mắt tất cả các cấm vệ và tộc lão trong đại điện hoàng cung đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này mọi người đều nhìn thấy được. Lâm Nhất dựa vào một chấp niệm mà không ai hiểu được nhưng lại rất đáng tin để tiếp tục song tới. Bùm! Nhưng dù chấp niệm có lớn đến đâu thì vẫn bị áp đảo trước thực lực tuyệt đối. Vừa mới đến gần, hắn lại bị lão giả áo tang đánh bay ra ngoài, một chưởng này phát huy uy lực khiến Lâm Nhất càng bị thương nặng hơn. Mời thánh nữ lên ngôi. Lão giả áo tang vẫn bình tĩnh, lạnh lùng ra lệnh. Ông ta như một ngọn núi chắn trước mặt Tô Hàm Nguyệt. Chỉ cần ông ta còn ở đây, bất cứ ai cũng không thể đến gần nàng ta, một sự tồn tại khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên mặt ông ta biến sắc, công chúa Phượng Hoa di chuyển, chỉ là nàng ta không bước về phía ngai vàng mà chợt xoay người lại, vươn tay đỡ lấy Lâm Nhất đang rơi xuống. Thời gian như ngừng trôi, một nụ cười từ tận đáy lòng hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhất. Công chúa Phượng Hoa trước mặt hắn không còn đeo khăn che mặt, khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia không phải Tô Hàm Nguyệt thì là ai? Hắn nhìn Tô Hàm Nguyệt đang ở gần ngay trước mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như cách đây rất lâu, hắn đã từng nhìn đối phương ở khoảng cách gần như thế này, chỉ là đoạn ký ức ấy đã bị cố tình phong ấn, làm cho hắn không thể nhớ ra. Nhưng bây giờ hoàn cảnh kích thích, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ. Trong tẩy kiếm các ở Thanh Vân Môn, nguyên chủ vô tình đi vào lại nhìn thấy một hình ảnh chói mắt. Trong hồ nước băng hàn, hơi nước mù mịt, người trần truồng nằm trong hồ là Tô Hàm Nguyệt. Khuôn mặt ấy không còn một giọt máu, đôi môi đã chuyển sang màu tím đáng sợ vì đông lạnh, toàn thân cứng đờ. Nguyên chủ sợ chết khiếp, hốt hoảng bế đối phương ra khỏi hồ, vẫn luôn ôm chặt đối phương, cố gắng dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho đối phương. Nhưng hắn không để ý, khi thời gian dần trôi qua, sắc mặt nguyên chủ cũng dần tái nhợt, môi cũng trở nên tím tái. Độc hàn bất giác đã chuyển rời qua người hắn. Đợi đến khi Tô Hàm Nguyệt trở về từ cõi chết, chậm rãi mở mắt ra thì nguyên chủ đã hơi thở mỏng manh, đứng bên bờ vực cái chết. Tô Hàm Nguyệt nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nguyên chủ một hồi, sau đó mỉm cười, dường như đã quyết định điều gì đó. Hình ảnh thay đổi. Trong mông lung, hai người trần truồng ôm chặt lấy nhau. Độc hàn trong cơ thể nguyên chủ dần được hóa giải, nhờ âm dương giao hợp mà độc hàn chí mạng trong cơ thể Tô Hàm Nguyệt cũng xuất hiện sơ hở, việc giải độc triệt để chỉ là vấn đề thời gian. Trong hiện thực, Lâm Nhất mừng rỡ, cứ mỗi lần ho khan là sẽ ho ra máu, nhưng vẻ vui mừng trong mắt lại không thể che giấu được. Nhớ ra rồi, hắn đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
rất nhiều nghi vấn đều được làm rõ, thảo nào ngày đó khi Lâm Nhất nói sẽ trả ân tình, đã trả hết lại làm cho Tô Hàm Nguyệt tức hộc máu. Bởi vì có một số chuyện Lâm Nhất đã quên, nhưng Tô Hàm Nguyệt chưa bao giờ quên. Trong trí nhớ của nàng ta, trong linh hồn của nàng ta vẫn luôn cất giấu những thứ quan trọng và quý giá nhất. Đó là mối uy hiếp duy nhất còn sót lại trên thế gian này dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, cao cao tại thượng của nàng ta. Hàm Nguyệt, ta đã nhớ ra rồi. Lâm Nhất đỏ mặt nhìn đối phương, vừa mừng vừa phấn khích nói. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tô Hàm Nguyệt không có chút gợn sóng, nàng ta thờ ơ hỏi, người đắc ý lắm ư? Người đắc ý lắm ư? Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó lập tức cười đáp, đúng vậy, ta rất đắc ý. Cái gọi là đắc ý không phải là đắc ý vì có được đối phương, mà là trong đoạn ký ức phủ bụi kia, Tô Hàm Nguyệt đã cười với hắn. Giữa hai người không phải chỉ có một mình hắn yêu đơn phương. Sao không đắc ý cho được? Vậy ngươi đi xuống đi. Tô Hàm Nguyệt thẳng tay ném Lâm Nhất xuống với vẻ mặt không chút cảm xúc. Đừng mà! Lâm Nhất hoảng sợ, hắn đã trúng ba chưởng của lão giả áo tang, gần như sắp chết, nếu thật sự rơi xuống sẽ chết mất. Nhưng ngay sau đó có một làn gió thơm thổi tới, Tô Hàm Nguyệt lại ôm lấy hắn, nói nhỏ, không được đắc ý. Sau cú sốc vừa rồi, Lâm Nhất bất đắc dĩ cười khổ nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Đợi khi hai người tiếp đất, lão giả áo tang trên đài đã tức giận đến mức mặt mũi tối sầm. Ngươi nên đi đi. Tô Hàm Nguyệt nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng bảo. Đi ư, ta chưa đồng ý đâu. Lão giả áo tang lặng lẽ xuất hiện, nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí lạnh băng khiến người ta phải kinh hãi. Ông ta muốn giết Lâm Nhất. Ông có thể ra tay thử xem. Tô Hàm Nguyệt hờ hững nhìn lão giả áo tang, sau đó quay lưng tiếp tục đi về phía một vạn bậc thang. Lão giả áo tang bối rối, cuối cùng trừng mắt nhìn Lâm Nhất, không dám làm trái lời Tô Hàm Nguyệt, rồi cũng xoay người đi theo. Kết quả như vậy cũng không tệ lắm nhỉ. Bên tai vang lên một giọng nói, Lưu Thương bưng một vỏ hầu nhi tử bước lại gần hắn. Có muốn uống một chút không? Lâm Nhất gật đầu, nhận lấy vỏ rượu ngửa đầu lên uống ửng ực. Rượu vừa vào bụng, toàn thân nóng lên, cơn đau từ vết thương cũng giảm bớt. Lâm Nhất lau rượu dính quanh miệng, nhìn Tô Hàm Nguyệt càng lúc càng đi xa. Đối phương là tiên nữ ở Giao Trì đang từng bước lên trời, đã sắp đi xa không thể với tới, nhưng lúc này trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Tô Hàm Nguyệt, dù một ngày nào đó tỷ đứng trên thiên cung, ta cũng sẽ ôm tỷ xuống, nhất định, Lâm Nhất ta xin thề. Lâm Nhất hét lớn về phía bóng lưng của người kia. Tô Hàm Nguyệt trên đài cao chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại như đang nhìn Lâm Nhất từ trên mây. Một lát sau nàng ta mới tiếp tục bước về phía trước. Lưu Thương khâm phục nhìn Lâm Nhất, nhưng nàng ta là thánh nữ của đế huyền cung, sau này là nữ đế chân chính, ngôi vương của đế quốc Đại Tần chỉ để hỗ trợ nàng ta tu luyện đế nữ tâm kinh. Nàng ta phải luyện hóa khí thế của bậc đế vương, nhiều thì một năm, ngắn thì nửa năm. Đợi khi đế nữ tâm kinh tu luyện đến tiểu thành, nàng ta vẫn sẽ rời đi. Vậy thì sao, nữ nhân mà ta đã từng ngủ, dù cho chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được nàng ấy. Thiếu niên nhướng mày, nở nụ cười vô cùng thoải mái, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Lưu Thương loạng choạng trực ngã, xác định mình không nghe lầm. Hai chữ từng ngủ cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Trước khi Tô Hàm Nguyệt bước lên ngai vàng, Lâm Nhất cười khẽ rời đi. Đắc ý không? Đương nhiên là có, cuối cùng người nọ cũng xoay người vì hắn, dù bước lên ngai vàng cũng không thể làm lơ hắn. Nhưng ở trước mặt Tô Hàm Nguyệt vẫn nên giấu đi cảm xúc một chút thì tốt hơn, nếu không có lẽ sẽ chết rất thê thảm. Hắn phải cố gắng hơn, nếu không có một ngày, đối phương thật sự sẽ đứng trên 9 tầng trời. Còn hắn vẫn chỉ là một người bình thường trong muôn nghìn chúng sinh, sao có thể kéo đối phương xuống được? Nửa canh giờ sau, bên ngoài Hoàng Thành Đế Đô, Lâm Nhất nhìn thấy Hân Nghiên đợi ở đó từ lâu. Sư tỷ, Lâm Nhất thoải mái chào hỏi. Hân Nghiên dắt ngựa huyết long đưa lưng về phía Lâm Nhất, dường như không nghe thấy. Nghĩ gì thế? Lâm Nhất bước nhanh về phía trước, cười hỏi.
Hân Nhiên đang nhìn đường lớn người đến người đi trước mặt giật mình tỉnh lại, dường như không nghe rõ lời của Lâm Nhất, hơi thay đổi sắc mặt lo lắng nói, tiểu sư đệ, đệ bị thương rồi, để ta xem. Không sao, không phải vết thương chí mạng, tĩnh dưỡng mấy ngày là không sao rồi. Nếu lão giả áo tang kia muốn giết mình thì một chưởng là đủ rồi, ba chưởng cũng không giết chết hắn, rõ ràng là cố ý tha mạng cho hắn. Thật không để người ta yên tâm gì cả, đệ, gặp công chúa Phượng Hoa rồi chứ. Sau khi kiểm tra một lượt, Hân Nhiên mới yên tâm, do dự hỏi. Đã gặp rồi, nàng chính là người ta muốn tìm. Lâm Nhất không chú ý đến nét mặt của Hân Nhiên, cười nói đúng sự thật. Quả nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên lộ ra nụ cười khổ sở, cô nhẹ giọng nói, ta biết ngay nàng và đệ chắc chắn có chuyện gì đó, nếu không sao lại đối xử đặc biệt với đệ thế chứ. Đệ xé rách y phục của nàng mà nàng cũng không giết đệ. Sư tỷ, tỷ sao thế? Lâm Nhất nhận ra tâm trạng đối phương không đúng lắm, bèn tiến lên nắm lấy tay đối phương, quan tâm hỏi. Đệ tránh ra. Hân Nhiên hất tay Lâm Nhất ra, sắc mặt tái nhợt, gắt giọng, ta đã sớm biết trong lòng đệ vẫn luôn có một người mà mình không thể quên, ta cũng biết, thật buồn cười, ta còn nghĩ sẽ cùng đệ phiêu bạt chân trời, nhưng trước giờ đệ còn chưa từng để ta trong lòng, chưa từng. Sư tỷ. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn vội tiến lên, nhưng đối phương vẫn không ngừng lùi lại, Hân Nhiên nổi giận nói, đừng gọi ta là sư tỷ, từ nay về sau, ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta, giữa chúng ta không ai nợ ai, ngươi không cần thương hại ta. Không đợi Lâm Nhất trả lời, Hân Nhiên đã xoay người rời đi. Có điều lúc xoay người, nước mắt của cô cũng không thể kiềm chế được nữa mà bắt đầu tuôn rơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.